Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu Mai rất vui được gặp các bạn Và ngày hôm nay thì sẽ gửi tới các bạn nội dung tập truyện thứ hai. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận Cũng như đừng quên đăng ký kênh Theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác được phát sóng nha các bạn Tập 2 Ở một căn phòng khác Móng lưng người đàn ông ngồi trong căn phòng tối Trên tay cầm điếu thuốc Không gian tĩnh lặng đến não lòng Cô xuyên gương mặt lạnh băng Nhìn xuống lòng thành phố anh yêu Gia Ý Nhưng vì sao cô từ chối anh Nhớ năm đó Khi Gia Ý tốt nghiệp đại học Anh từng đến cầu hôn cô dưới sân trường đại học Cô từ chối anh Năm đó cô 22 tuổi Cuối năm cô 23 Anh được bộ giao công việc tiếp quản công ty ở Nhật Trước khi anh bay đến tìm cô Và tỏ tình lần nữa Kết quả cô vẫn từ chối Cô bảo hai nhà không môn đăng hộ đối Anh còn nhiều sự lựa chọn khác tốt hơn cô Lúc đó anh có bảo sau khi trở về nhất định chinh phục được cô Nào ngờ khi trở về Cô đã là người có gia đình Cô Xuyên là anh họ của Viễn Anh biết đến Gia Ý Là do cô và Viễn là bạn thân Nhiều lần Viễn giúp anh đến gần hơn với Gia Ý Nhưng tất cả bất thành Nhìn cô Xuyên yêu đơn phương Gia Ý Viễn muốn giúp mai mối Nhưng Gia Ý quả thực không thể cưa đổ Tối qua vì Viễn gọi bảo gặp lại Gia Ý Muốn mời anh đến sẵn tiện gặp cô Biết lâu ngày gặp lại có gì đó thay đổi thì sao Nhưng nào ngờ hôm nay Cô cố gắng né tránh như ngày nào Hơn nữa lại biết chuyện cô đã kết hôn Chồng cô Vương Dịch Thành Người dẫn dắt tập đoàn Vương Gia Là một doanh nhân đối đầu cố gia trên thương trường Thành có gì hơn anh Mà cô kết hôn với anh ta Trong hai năm ngắn ngủi Đã làm gì để có trái tim cô Mặt trời lên cao ra ý loay hoay dưới bếp Thành từ trên lầu đi xuống Thấy cô chăm chú làm gì đó lại phá cái gì đấy Cô không nhìn anh mà trả lời Tôi đang làm bánh sắp xong rồi Anh muốn dùng thử không Thành tiến lại gần nhìn chiếc bánh Em cũng khéo tay đấy chứ Cô cười nhẹ rồi hỏi Giờ anh đến công ty à Ừ anh gật đầu Cô thế vậy nói tiếp Bên ngoài tuyết rơi dài đặc Anh khoác thêm áo rồi hãng đi Anh nhìn cô em quan tâm tôi Cô có chút e thẹn Thì cũng phải giữ ấm cơ thể Sức khỏe quan trọng mà anh phì cười xoa đầu cô Tôi biết rồi Trưa nay có thể tôi không về Em không cần phải chờ cơm Cô có chút tiếc nuối Nhưng cũng đành phải gật đầu Cô định trưa nay nấu bữa ăn thịnh soạn cho anh Nhìn vẻ mặt có chút không vui của cô Thành giải thích Giờ này công ty nhiều việc cần giải quyết Một mình quân lo liệu không sửa được Cậu ấy phải chuẩn bị lễ đính hôn sắp tới Giải ý cười nhẹ Không sao đâu anh cứ lo việc công ty Tôi ở nhà một mình không sao mà Thành gật đầu cầm áo ra khỏi nhà Cả buổi hôm ấy Gia Ý ở nhà một mình Cô lan lộn trong phòng đến chán Thì xuống bếp làm bánh Không có tiểu mạn ở đây cùng cô nói chuyện Khiến cô buồn chán Tay đang khuấy khuấy bột trong khay Bỗng trong đầu lóe lên ý tưởng Để số bột đang khuấy sang một bên Gia Ý đến tủ lạnh Lấy ra một số loại thực phẩm Nào là rau củ rồi thịt Nhìn đồng hồ bây giờ gần 10 giờ trưa vẫn còn kịp Gia Ý sắn tay áo bắt đầu nấu cơm trưa Cô sẽ mang cơm đến công ty cho Thành Loay hoay gần một tiếng đồng hồ Cuối cùng thì xong Cô chạy lên lầu thay đồ Rồi bắt taxi đến công ty Gần 12 giờ Tuy bên ngoài vẫn rơi nhiều Dù có ánh nắng nhưng nhiệt độ vẫn thấp Giải ý bước xuống xe Cái lạnh ngoài trời khiến cô khó chịu Tay cầm chiếc lồng đựng thức ăn Bước vào đại sảnh công ty Bước vào cô không hình dung được Lối đi đến phòng làm việc của Thành thế nào Thấy có nhân viên gần đó Cô tiến lại hỏi Cho tôi hỏi phòng tổng giám đốc đi lối nào chị có hẹn trước với giám đốc không à tôi không có hẹn trước xin lỗi chị chị phải có hẹn trước thì mới gặp được giám đốc ạ à? nhưng mà uyên từ ngoài đi vào thấy thế thì gọi lớn chị dâu sao chị lại đến đây à chị đến đưa cơm cho anh thành nhưng nhân viên bảo không có hẹn cho nên không được vào uyên quay sang nói với nhân viên doãn nhu à đây là vợ tổng giám đốc không cần phải hẹn trước đâu em doạn nhu vội cúi đầu xin lỗi em thực sự không biết ạ à, em xin lỗi gia ý cười cười không sao đâu thế đi thôi em đưa chị lên phòng lão vương cả hai cùng bước vào thang máy gia ý hỏi uyên lúc này em đi đâu vậy lão vương nhờ em đi mua cà phê chị ạ gia ý nhíu mày anh ấy không ăn cơm chưa vâng nếu anh ấy không về nhà vào buổi trưa thì uống cà phê thôi không dùng bữa tại công ty đâu thang máy dừng ở tầng 8 uyên nói tiếp đến rồi phòng lão vương nằm bên đó chị vào đi sẵn tiện mang ly cà phê này cho lão ấy giúp em em qua phòng thống kê với cánh quân đây gia ý gật đầu cảm ơn nguyên sau đó bước đến cửa phòng gõ gõ tiếng của thành bên trong bọng ra vào đi cô bước vào thành vẫn chăm chú nhìn máy tính không để ý đến con người đứng ngoài cửa cô cất giọng tôi vào được chứ nhận ra giọng nói quen thuộc anh ngẩng đầu nhìn cô sau đó bước đến kéo tay cô vào trong miệng trách móc Em đến đây làm gì? Ngoài trời lạnh như thế kia. Cô sụ mặt, người ta cất công cả buổi nấu cơm mang đến, vậy mà chưa gì trách người ta. Hôm nay anh bảo anh không về ăn trưa, nên tôi mang cơm đến cho anh. Anh nhìn cô có chút xót xa, anh ăn cơm ở công ty là được mà. Uyên bảo anh không ăn cơm, đây là cà phê em ấy giúp anh mua đấy. Nếu anh không thích thì thôi, tôi đi về. Thanh Phi cười, này học đâu ra cái kiểu hờn rỗi này, anh kéo cô lại bàn rồi nhận lồng cơm từ tay cô. Không phải anh không thích, tại anh không muốn em cất công như thế này cho cực em. Cô lên tiếng hỏi, thì anh có ăn không? Thành gật đầu, rồi rồi, ăn ngay được chưa? Cô mở chiếc cặp lồng, mùi cây gà nóng tỏa khắp phòng. Tranh thủ lúc cây gà nóng anh ăn đi, có cả cơm rang với sườn xào rau củ anh thích đấy. Thành nhìn cô, người con gái này sao lại tốt đến vậy? Lần đầu tiên anh được người khác mang cơm đến công ty cho anh. Lần đầu tiên có người vì anh Không màng đến thời tiết bên ngoài Vương Dịch Thành Nhất định anh phải đối tốt với cô gái này Gia ý từ tồn lấy canh cho anh Anh nhìn cô mãi Để khi cô lay lay anh Sao thế anh không khỏe à Thành lắc đầu À không sao đâu Em chưa ăn đúng không Cùng nhau ăn thôi Quả thực cô cũng chưa ăn gì Nghe lời anh cô ăn cùng anh Thành uống ngụm canh nóng Sự ấm nóng xua tan cái lạnh bút của mùa đông Gia ý nhìn anh dù ở nhà hay đi làm Anh vẫn nghiêm túc như vậy Sau khi ăn xong trời cũng tà chiều Gia ý thu dọn định ra về Thì Thành nói Sao đến giờ tan ca hay mở lại thêm một chút rồi chúng ta cùng về Giờ này liêu hàm không có đây Hơn nữa bây giờ gọi taxi cũng mất nửa giờ đồng hồ đấy Cô nhìn tuyết rơi dài đặc bên ngoài Đang ở lại chờ Thành Cô ngồi sofa đọc sách Thành ở bàn làm việc Cả hai không ai nói gì hồi lâu anh nhìn cô bác gặp cô ngủ quen từ khi nào khẽ cười bước đến gần chỉnh lại tư thế thoải mái cho cô sau đó lấy chăn bông đắp cho cô tiện tay vén vài sợi tóc lòa xòa trước chán quay lại bàn làm việc anh cố gắng làm xong dự án để ra về đang tập trung có tiếng mở cửa kèm giọng nói lành lót của uyên lão vương anh có cuộc họp lúc 4 giờ chiều nay có không mau thành đưa tay lên miệng ra dấu ý bảo cô nhỏ tiếng anh đưa mắt về phía gia ý Sau đó trả lời Anh biết rồi em nhỏ tiếng thôi Cô cười cười Được rồi lần sau em nhỏ tiếng hơn Thành lươm uyên Uyên lên tiếng bảo Nhanh đến phòng họp em không muốn về trễ đâu Thành khoa áo vest lên Sau đó cùng cô ra ngoài Lát sau gia ý cũng thức giấc Nhìn xung quanh căn phòng không thấy thành đâu Chẳng nhẽ vì cô ngủ mà anh bỏ cô về trước chứ Suy nghĩ điên rồ của cô bị gạt phăng sang một bên Khi thấy điện thoại của Thành trên bàn Chắc đi ra ngoài chút nữa sẽ về Ngồi đọc sách cũng chán Cô đến bàn làm việc của Thành Nhìn những tập hồ sơ nằm ngay ngắn trên bàn Cho thấy Thành ngăn nắp thế nào Kệ sách kế bên có vô số loại sách Thành cũng thích đọc sách ư Cô đi đến trước cửa căn phòng nhỏ Nằm sau kệ sách Vì tò mò cô đẩy cửa bước vào Đây là phòng nghỉ ngơi của Thành Giống như phòng ngủ ở nhà của anh rất tiện nghi bước tới chiếc bàn nhỏ ở đầu giường, cô nhìn thấy có bức ảnh úp trên bàn, tò mò cô lật xem, là ảnh của Thành cùng với Thẩm Lệ Chi, hai người tươi cười chụp ảnh cùng nhau trông rất hạnh phúc. Bất chợt, cô cảm thấy khó chịu trong lòng, chẳng phải anh từng nói không còn gì với Lệ Chi, vậy sao bức ảnh ở đây? Lâu rồi anh không vào phòng này, nhiều thứ chưa được dọn dẹp, em đừng chê. Thành vang lên tiếng khiến cô giật mình. Anh đứng ở cửa tự bao giờ? Nhìn cô cầm bức ảnh trong tay nét mặt không vui Anh bước đến lấy bức ảnh xé làm hai Rồi quăng vào thùng rác Anh với cô ta không còn tình cảm Bức ảnh xuất hiện ở đây từ rất lâu Do anh không vào đây Cho nên không dọn dẹp làm em bận tâm Cô cự nhẹ Không sao đâu Tôi vì tò mò chứ đâu nghĩ gì Hơn nữa chuyện cá nhân của anh tôi không để tâm cho lắm Anh kéo cô ra ngoài Thôi được rồi mình đi về thôi Giờ này giờ tan tầm Nhân viên trong công ty đồng loạt ra về Hôm nay chứng kiến cảnh Vương Tổng đi cùng người con gái lạ ra về khiến cho mọi người bàn tán. Chuyện Thành có vợ, hầu như chỉ người thân thuộc của anh biết. Lâm Gia Ý nhìn mọi người bàn tán xì xào về mình thì có chút khó chịu. Cô đi sát lại với Thành. Thành biết cô khó xử, anh nắm tay cô bước nhanh ra xe. Tối đó cả hai không về ngoại ô mà về thẳng Vương Gia. Lâu rồi cả hai không về dùng cơm cùng ông nội. Hôm nay lại ghé dùng cơm, Nhìn cháu trai cùng cháu dâu về Ông mừng ra mặt Một vàng bảo cả hai mau vào nhà Vì bên ngoài thực sự rất lạnh Sau khi tắm rửa xong Mọi người ngồi vào bàn ăn Trong lúc ăn ông mới hỏi Thành Ông nghe nói gần đây tập đoàn có thêm dự án mới Thành Một mình cháu có làm ổn không đấy Dạ không sao ạ Có có quân giúp cháu Hơn nữa những đối tác của chúng ta Toàn những người từng làm việc lâu dài với cháu Nên ông cứ yên tâm Ông khiêm gật đầu dù họ là người đàng hoàng, nhưng mà cũng đừng chủ quan cháu ạ. Vâng, cháu sẽ cẩn trọng. Ông lão khiêm nó với gia ý. Gia ý à, ăn nhiều vào đi. Dạo này cháu gầy đi nhiều. Thành nó không chăm sóc cháu à Dạ không, là cháu kén ăn thôi ạ. Anh Thành, anh ấy rất tốt với cháu. Nếu có bắt nạt cháu, thì cứ gọi bảo ông. Ông giúp cháu xử lý nó nhé. Thành uổn khúc. Ông có cháu dâu rồi Ông cứ bên cháu dâu mãi Rồi tòa nghĩ xấu cho đứa cháu trai này Ông lão khiêm cười lớn Cái thằng này Cháu nổi tiếng gó gần Gia ý hiền như thế Sao ông biết cháu không bắt nạt con bé Thành lên tiếng Ai đời đi bắt nạt vợ à Ông đừng lo cho cô ấy Cháu yêu cô ấy còn không hết Nghe Thành nói vậy Gia ý quay sang nhìn anh Là anh nói cho qua chuyện hay nói thật đây Ông nội ôn tồn Là đàn ông Nhất định đừng để người con gái bên cạnh mình chịu thiệt thòi Thành Con có thể ngông cuồng với thiên hạ Nhưng nhất định phải dịu dàng với con bé Giả ý hy sinh thanh xuân để ở bên cạnh cháu Vì vậy cháu nên biết Mình phải làm gì để con bé không buồn lòng Thành buông đũa Nhất định cháu làm tốt bổn phận của mình Không để cô ấy thiệt thòi đâu ông Ông lão khiêm gật đầu Hai đứa cũng nên sinh cháu cho ông chứ Thành năm nay gần 30 Nên sinh một đứa con cho vui nhà Ông cũng muốn có chắt để bế bồng Già ý đang ăn canh Nghe ông nói thế cô ho sặc sụa Thành biết cô nghĩ gì Anh đưa tay vuốt vuốt lưng cô Ông già ý còn trẻ Và năm nữa sinh con cũng không muộn mà Ông nội nói giọng hờn rỗi Tôi già rồi Muốn đứa chắt để thủ thỉ cũng khó Cái tuổi gần đất xa trời Chờ thêm vài năm nữa biết có nổi không Thành cười cười bảo Sao ông không dục chị đến nghỉ À, cái con bé đấy nó cứ lông bông bên ngoài Bố mẹ con bé cứ mãi ở nước ngoài lo sự nghiệp Chả quan tâm đến hôn nhân đại sự của nó Ông dù có nói Thì cũng kiếm cớ tránh dục dục thế nào Ông chỉ hy vọng vào hai đứa thôi Dạy im lặng nãy giờ Bây giờ cuối cùng cô lên tiếng Ông yên tâm Cháu và anh ấy nhất định sớm sinh cháu cho ông bé ạ Được 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 Ta đợi tin vui của hai đứa Ăn thôi ăn thôi Tương ăn nguội cả rồi Thời gian nhanh chóng trôi qua Thầm thoát cái lạnh mùa đông dần tan biến Thay vào đó cái nắng ấm áp của mùa xuân Không khí trong lành khiến người ta dễ chịu Ngọn núi phía xa từng bị lớp tuyết dày nhộm trắng Nay dần dần chuyển sang màu xanh tươi mát Thành từ trên lầu đi xuống Thấy cô loay hoay trong bếp Hôm nay em thức sớm thế, có việc gì à? Cô bưng tô phở thơm lường đặt lên bàn Không có, hôm qua nghe anh bảo lâu rồi không ăn phở nên nay tôi cố ý thức sớm Đi siêu thị mua nguyên liệu nấu phở cho anh Ừ, vẫn là em chu đáo Anh mau vào ăn đi Để nguội là không có ngon Thành ngồi vào bàn ăn Cô ngồi đối diện anh Không biết từ bao lâu rồi Anh quen với việc ăn sáng cùng cô Nếu ngày nào cô không dùng bữa sáng Tức ngày đó anh sẽ không ăn Hôm nay anh không đi làm à Thành lắc đầu Chút nữa có chuyện quan trọng cần làm Hôm nay không đến công ty Cô thắc mắc Chuyện quan trọng à Tất nhiên là quan trọng Nhưng em đừng nhìn anh như vậy Em nhìn anh như người làm ăn phạm pháp Chút nữa em phải đi với anh đến đó Liên quan đến tôi á Tất nhiên rồi Mau ăn nhanh đi thôi Sau khi ăn xong Thành lái xe đưa cô đến tiệm bánh Ở gần trung tâm thành phố Giải ý thắc mắc Anh đưa cô đến đây làm gì Nếu muốn ăn bánh Anh có thể nói cô làm cho anh Hay anh chê bánh cô làm không ngon Thấy cô đứng đơ người Thành lay lay cô Nào vào trong thôi Giải ý nghe lời bước vào bên trong tiệm bánh Bên trong có quầy pha chế nhỏ Tiệm được thiết kế phong cách đơn giản Nhưng không kém phần sang trọng Trên mỗi bàn được bày trí chậu hoa hồng nhỏ Mãi mê ngắm nhìn xung quanh Bỗng tiếng của Uyên vang lên Làm cô giật mình Chúc mừng chị dâu khai trương hồng phát Uyên từ bên trong bước ra Trên tay cầm giỏ hoa Giải ý ngơ ngác Chưa định hình được gì quay sang nhìn thành anh bị cười ôn nhu Tặng em Từ nay về sau em là cô chủ của tiệm bánh Cô xúc động nhìn không gian xung quanh một lần nữa Sau đó cô bước đến ôm chầm lấy thành Cảm ơn anh Thực không ngờ tôi có thể có được tiệm bánh đáng mơ ước thế này Thành à cảm ơn anh Anh ôm lấy cô Anh đã nói rồi sẽ giúp em chuyện này Thôi nào hôm nay khai trương không nên khóc đâu Anh đưa tay lau nước mắt cho cô Còn Uyên nhìn cảnh này nhị không được trêu chọc Thôi đừng có sướt mướt như thế Chị dâu khóc là có người đau lòng đấy Bên ngoài Tô Đình cũng tiến vào chúc mừng Ngoài ra còn có người bạn thân của hai người đến chúc nữa Đình đưa giỏ hoa cho Gia Ý mỉm cười Chúc hai em khai trương hồng phát Gia Ý vui cười đón nhận Cảm ơn chị Cảm ơn mọi người rất nhiều Hôm nay mọi người làm em bất ngờ quá Thành hiếm khi tạo bất ngờ cho ai Em là người đầu tiên nhận được điều này từ nó đấy Gia ý nở nụ cười tươi đưa mắt nhìn Thành Quân nãy giờ không thấy đâu Bây giờ xuất hiện trong bộ dạng Trên người đeo tạp dề màu xanh nhạt Trên tay bưng khay trà nóng thơm lừng Đừng cứ liên thuyên nữa Chỉ dâu mà bắt tay vào việc thôi Chút nữa các bạn sinh viên ghé tiệm đấy ạ Còn lão Vương Đừng có đứng đó mà mau giúp em một tay đi Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à? Quân tức tối Này hôm nay tôi còn nhiều việc Phải làm cho lễ đính hôn của tôi Chẳng phải anh nhờ vả tôi sang đây giúp chị dâu Lại còn đứng nó lớn giọng gì nếu không vì chị dâu Tôi có lâu mới giúp anh Huyền lên tiếng Được rồi được rồi Lão Vương đừng chọc quân nhà em Mau phụ một tay đi nào Do ngày đầu khai trương có nhiều ưu đãi Cho nên khách đến tiệm khá đông Thành âm thầm giúp cô tìm mặt bằng Lên bảng thiết kế Xây dựng trang trí không gian trong tiệm trong vòng một tháng Không biết từ khi nào anh quan tâm đến gia ý nhiều hơn Anh luôn nhớ những gì cô nói Luôn để ý nụ cười của cô Khoảnh khắc cô xúc động ôm lấy anh khi thấy tiệm bánh này khiến anh hạnh phúc biết mấy. Anh giúp cô thực hiện ước nguyện, cũng là muốn giúp anh tiến gần đến cô hơn. Một ngày nhộn nhịp trôi qua, tiệm bánh đã hết khách. Quân huệ hoài thả người xuống sofa. Hôm nay đâu khách thật đấy. Hôm nay thực sự cảm ơn mọi người. Tối nay tôi mời mọi người một bữa, xem như thay lời cảm ơn đến mọi người có được không. Nguyên lên tiếng. Hôm nay cuối tuần, giờ này không còn sớm nữa. Những nhà hàng gần đây chắc chắn không còn chỗ trống Quân nằm vắt vẻo trên ghế Bỗng ngồi bật dậy Hay chúng ta ăn tại đây Em biết có nơi bán xiên nướng ngon lắm Để em về Lão Vương đi mua Quyết định vậy nhé Đi thôi Quân Hai người lái xe đến khu chợ đêm Họ mua xiên nướng lẩu cay Kèm một số đồ ăn vặt khác Sau đó ghé ngang siêu thị mua ít bia cùng trái cây Mọi thứ bày biện xong Họ vui vẻ ngồi xuống sàn nhà ăn uống Thành nâng cốc bia Chúc mừng gia ý trở thành cô chủ tiệm bánh. Nào, cả ly. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt cô. Lúc trước cứ ngỡ rất khó khăn xây dựng tiệm bánh nhỏ nho thế này, cho đến khi thành đưa cô đến đây và khẳng định đây là tiệm bánh của cô. Cô mỉm cười nhìn anh. Hôm nay anh rất vui, cứ cười nói mãi. Đình nhìn thấy gia ý cứ nhìn thành thì treo chọc. Này gia ý, nhìn em trai chị thế là thủng mặt nó đấy nhá. Bị phát hiện, cô thẹn thùng đánh mắt sang nơi khác. Thành nhìn cô sau đó trả lời Tô Đình Vợ em nhìn em mà chị lại trêu như thế Dù mặt có thủng em cũng để cô ấy nhìn Tô Đình bĩu môi Thôi được rồi tôi không trêu vợ cậu nữa Quân ngồi cạnh Thành Anh khoác vai Thành nói nhỏ Anh động lòng trước chị dâu rồi đúng không Còn không mau bày tỏ đi Đường đường là vợ chồng mà chưa khẳng định tình cảm Hay anh chỉ xem của hôn nhân là liên hôn Thành nhìn cậu em trai Quân từ bao giờ cậu nhìn ra cảm xúc người khác Nhưng hình như Anh yêu cô ấy thật rồi Quần vỗ vai anh Là đàn ông thì phải chủ động bày tỏ Em nghĩ chị dâu cũng có tình cảm với anh Nắm bắt thời cơ mà thổ lộ anh ơi Anh từng làm tổn thương người ta lúc mới cưới Bây giờ là thời gian để anh bù đắp cho chị ấy Con gái cũng cần được yêu thương chiều chuộng Đừng để chị ấy buồn với bất cứ chuyện gì Nói xong quay quay lại với mọi người Thành suy nghĩ về lời nói của Quân Phải anh nên bù đắp lại tổn thương anh gây ra cho gia ý Cô ấy đáng thương từ nhỏ Bây giờ chỉ còn mỗi anh làm điểm tựa Anh không muốn cô gái của anh gồng mình gánh chịu nỗi buồn Phải ganh tị và tủi thân khi thấy hạnh phúc của người khác Buổi tối ấm áp ấy cuối cùng cũng tàn Mọi người thu dọn bán chiến trường rồi ai về nhà nấy Gia ý hôm nay uống không nhiều Vì ngày mai phải thức sớm đi mua những thứ cần thiết cho tiệm bánh Mẹ còn loài hoài về mối nguyên liệu trong bếp Thành cất giọng. quê rồi, chúng ta về thôi. Anh đợi chút, tôi rửa tay dọn xong chỗ này rồi ra ngay. Thành bước lại gần, giúp cô bê một số bột lên kệ. Ngày mai tìm nhân viên giúp em. Một mình loay hoay thế này không ổn. Tiệm mới mở, thuê nhân viên sợ là không đủ vốn ấy chứ. Anh cốc nhẹ cái đầu cô. Ngốc, anh nuôi được em. Anh giúp em mở tiệm bánh, vì em từng có áo ước nó. Mỗi ngày chỉ cần làm bánh, làm chủ. Còn những chuyện khác cứ để anh lo. Anh đây có thiếu tiền đâu Cô cười nhẹ nhìn anh Thành à Thực sự cảm ơn anh nhiều lắm Thôi được rồi Hôm nay em cảm ơn anh hơi nhiều đấy Bây giờ thì đi về thôi Về đến nhà đã khuya Sau khi tắm rửa xong Gia ý chưa chịu đi ngủ Cô ngồi trong phòng tính toán những thứ cần mua Đang miệt mài Thành từ ngoài cửa nói vọng vào Gia ý à Anh vào được chứ Cô chạy ra mở cửa cho anh Trễ rồi sao anh chưa ngủ anh có chuyện muốn nói với em Mình vào trong nhé Dạ ý khó hiểu nhìn anh đi vào trong Thanh ngồi xuống giường Dạ ý hỏi Có chuyện gì quan trọng lắm à Ừ đúng là rất quan trọng với anh Cô khó hiểu Thanh bỗng nắm tay cô Anh nhẹ nhàng nói Dạ ý Anh xin lỗi trước đây đối xử tệ với em Anh thực hối hận khi đã làm tổn thương em trong thời gian qua Không sao đâu Chuyện qua cả rồi anh đừng nhắc tới nữa Em không giận anh à cô cười nhẹ lúc đó tôi thực sự không giận anh mà là sợ thì đúng hơn thời gian ấy tôi như bị trầm cảm ấy nhưng chuyện qua rồi xanh hỏi lại anh xin lỗi anh say đấy à hôm nay sao lại lạ như thế anh nghiêm túc nhìn cô ra ý anh nghiêm túc muốn nói với em chuyện này anh muốn bù đắp cho em muốn chăm sóc em quãng đời còn lại có được không anh thời gian qua không ngắn không dài ở cạnh em Anh nhận ra mình yêu em Anh biết cuộc hôn nhân này chỉ là liên hôn Vì ân tình hai nhà Nhưng anh không muốn chúng ta chỉ xem nhau là vợ chồng trên danh nghĩa Anh còn muốn chúng ta là vợ chồng thực thụ Cuộc đời em chịu nhiều uất ức Cô gái nhỏ của anh cần được yêu thương chiều chuộng Chứ không phải gồng mình mạnh mẽ Im lặng qua sát nét mặt ra ý Sau đó anh nói tiếp Anh biết em bây giờ chưa thể cảm nhận tình cảm anh dành cho em Nhưng anh hứa yêu thương em một cách trọn vẹn nhất Cô cảm nhận thời gian gần đây nhẹ nhàng với cô Hẳn, quan tâm đến cô nhiều hơn. Khoai mắt đỏ lên, cô nhìn anh. Những lời anh nói đều là thật chứ? Ừ, đều là thật. Anh yêu em. Yêu cô gái có tên Lâm Gia Ý. Anh chứng minh cho em thấy, những gì anh nói ngày hôm nay đều là thực lòng. Nếu em không tin, anh có thể thề. Cô đưa tay lên miệng anh chặn lại. Em tin. Em cảm nhận những ngày qua anh thay đổi thế nào? Thành, anh nghe cho rõ. Cả đời này Lâm Gia Ý cam tâm tình nguyện gả cho anh Một lòng một dạ yêu anh Anh hạnh phúc ôm cô trong lòng Cảm ơn em Cô mỉm cười nói Thôi được rồi, trễ rồi, anh mau về phòng nghỉ đi Thành rụi vào hõm cổ cô Không, hôm nay anh ngủ với vợ Chứ không đi đâu đâu Không được, anh to con như thế Cái giường này nó bé xíu, sao mà ngủ cùng được Thôi, anh đi về bên kia ngủ đi Thành luyến tiếc buông cô ra Thôi được rồi, anh về phòng đây Dậy thơm lên má anh Ngủ ngon Thanh nở nụ cười gian mang nhìn cô Một giây sau bế cô lên Qua đó ngủ với anh Cô bất ngờ lao ai oái Bỏ em xuống đi Anh đi ngủ một mình đi Vợ chồng với nhau Em nhẫn tâm để anh ngủ một mình á Cô giãy đành đạch Chẳng phải trước đây cũng thế à Thả em xuống thả em xuống Mặc kệ cô Thanh bế cô sang phòng anh Đặt cô xuống giường Từ nay về sau Em ngủ ở đây với anh Cô lườm lườm anh đừng có mơ mơ em quên em nói với ông sẽ sinh cháu cố cho ông bế à cô thẹn đỏ mặt em nói là sau này bây giờ thì chưa anh đừng có được nước lấn tới thành nhào tới ôm lấy cô tại sao không được anh cũng muốn có con cô dùng gối đánh anh anh tự đi mà sinh hôm nay em dám đánh chồng em đúng là gan nhở cô mặc kệ dù gối đánh anh tối bụi Thế là cuộc chiến gối được bắt đầu Tiếng cười giòn tan vang khắp phòng Giải ý mải mê tấn công Mà không để ý suýt nữa thì bị ngã xuống sàn Thành thấy cô sắp ngã Vội chạy đến ôm cô rồi ngã xuống giường Này không đùa nữa Tí nữa là ngã thật đấy Cô cười nói Có anh ở đây làm sao mà ngã được đâu Thành âu yếm nhìn cô Nhẹ nhàng đặt lên môi cô đủ hôn ngọt ngào Giải ý nhắm mắt đáp lại đủ hôn của anh Nụ hôn đánh dấu mở đầu tình yêu của hai người Thành thở thẻ Ngủ thôi, chạy lắm rồi đấy Mai có người thức sớm để đi làm đấy Cô gật đầu Thành hôn nhẹ chán cô Bữa anh ngủ ngon nhé Ừ, chồng em ngủ ngon Cuối cùng ánh nắng ấm áp của mùa xuân Đẩy lùi cái lạnh mùa đông Không khí trong lành Hoa lá trong vườn đua nhau đâm chồi Hôm nay là ngày đính hôn của Quân và Uyên Những vị khách được mời đến tham dự Đa số là họ hàng Bạn bè thân thiết với hai người họ Thành được quân mời làm phù rể 6 giờ sáng anh đã thức giấc Xoay người nhìn mèo nhỏ ngủ say xưa Đặt lên chán cô nụ hôn Rồi rời khỏi giường Một lúc sau Anh từ toilet bước ra Thấy gia ý còn ngủ Anh bước đến nựng nhẹ má cô Dậy thôi mèo lười ơi Gia Ý nói giọng ngái ngủ Còn sớm mà em muốn ngủ thêm một lát nữa thành cười cười hôm nay lễ đính hôn của quân đấy em không định đi đến đó ư cô ngồi bật dậy thôi chết em quên em chưa lấy được chiếc váy ở cửa hàng thiết kế về em đến đó không thì trễ mất Giải ý toang chạy đi thì thành kéo lại anh đã lấy về rồi mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng sau đó chúng ta đến nhà tống thiệu quân vẫn là chồng em chu đáo nhất nhở thành cười cười chú đáo với mỗi mình em nó dậy thôi Dậy ý lon ton chạy vào nhà vệ sinh sau khi vệ sinh cá nhân xong cô cùng thành ăn sáng tại nhà tiểu Mạn từ ngoài bước vào nói với thành thiếu gia cô hàn đến ạ thành gật đầu mới cúi vào đi cô hàn là ai vậy anh Dậy ý chưa biết lên tiếng hỏi là chuyện viên make up anh gọi đến để make up cho em hôm nay lại đính hôn của uyên chứ đâu phải của em anh gọi chuyên viên làm cho em làm gì tự em làm được rồi mà anh muốn em sinh lung linh trong ngày hôm nay Trời đất ơi Nhìn sinh hơn Uyên là không ổn đâu Anh cười khổ em yên tâm Anh không để em khó xử với Uyên đâu Sau khi ăn xong Gia ý được Hàn Thư make up làm tóc Vì hôm nay cô mặc chiếc váy màu trắng nhị nhàng Hàn Thư chỉ make up nhị nhàng cho cô Tóc cô được cô uốn xoăn thả nhẹ Phần tóc mai được ép sát vào hai bên Điểm thêm chiếc kẹp ngọc trai Dù đơn giản Nhìn dạy xinh đẹp dạng người thành diện cho mình bộ âu phục màu đen lịch lãm mái tóc được vuốt vào nếp tô lên nét đẹp phong độ của anh Giải ý và thành sánh bước cạnh nhau khiến người ngoài cảm thán trai tài gái sắc thành lái xe đến nhà quân đến nơi mọi người có mặt đầy đủ ông nội đã đến thấy hai đứa cháu cưng thì nói với các vị tiền bối ngồi cạnh cháu nội cùng cháu dâu tôi đến câu xem chúng có xứng đôi không kìa ông trần cười gật đầu ừ đúng là trời sinh một cặp Bà của quân lên tiếng Anh Vương không dục chúng nó mau sinh cháu đi Nói không chừng quân nhà tôi sinh cháu trước đấy Ông cười bảo Chuyện con cái cứ để chúng nó thoải mái Dục thì dục Nhưng mà chúng nó chưa muốn thì làm sao được Thành cụ gia ý bước vào cúi đầu cho ông nội Và những người lớn tuổi ở đây Mẹ của quân thấy hai người thì mỉm cười Hai đứa đến rồi à Bà trong uống trà đi Chờ chút rồi đến giờ lành chúng ta xuất phát Quân từ trên lầu đi xuống thấy thành ngồi ung dung ở ghế thì trêu chọc lão vương hôm nay phong độ thật chỉ dâu cũng thế nhìn vào hai người như nhân vật chính của ngày hôm nay thành nhếch mép quá khen quá khen gia ý nói hôm nay quân là chú rể thành làm sao so với cậu được thành nghe vậy sắc mặt có chút thay đổi nhìn sang gia ý đang cười tươi tắn với quân thành lên tiếng dù sao hôm nay cậu cũng là chú rể nếu tôi ăn diện hơn cậu sợ là nhà gái nhận nhầm chú rể mất gia ý nhìn anh, bác gặp anh nhìn mình, ánh mắt anh khiến cô có chút bất an. đồng hồ điểm giờ lành, bố của quân thực hiện nghi lễ với gia tiên, sau đó mang dính lễ cùng gia đình xuất phát đến nhà gái. thành lái xe, gia ý ngồi ghế phụ. vừa nãy em dám khen người khác trước mặt anh đấy à? cô nhăn mặt, rõ ràng hôm nay quân là chú rể, tất nhiên chỉn chu hơn anh rồi. hơn nữa cậu ấy là em của anh, em nói vài câu vậy thôi, anh khó chịu, lúc là nhỏ mọn thật. Em còn dám nói anh nhỏ mọn á Thôi được rồi được rồi Anh là nhất Sau này em không khen người khác nữa được chưa Di chuyển tầm 30 phút Cuối cùng thì cũng tới nơi Lễ đính hôn được diễn ra nhà chính Căn nhà mang nét cổ điển Ông nội được mời làm chủ hôn nên đi đầu Bước vào bắt tay với trưởng bối Sau đó ông tiến hành xính lễ Sau đấy bố mẹ quân được mời vào trong an tọa Nơi diễn ra buổi lễ Quân lịch lãm bước vào Sau lưng là thành với đôi rượu hỉ trên tay Họ hàng nhà gái nhìn chú rể và phù rể thì suýt xoa khen ngợi. Giải ý đi sau lưng thành, nghe những gì họ khen chồng cô cũng vui lây. Mẹ của Uyên và Trong nắm tay Uyên bước ra ngoài. Hôm nay chỉ là lễ đính hôn nên trang phục cũng không quá cầu kỳ. Uyên diện chiếc váy trắng dài để gót chân, tóc búi gọn với phong cách trang điểm nhẹ nhàng. Cô cúi đầu chào mọi người trong buổi tiệc, những nghi thức được diễn ra chỉn chu dài ý ngồi bàn bên cạnh bàn trưởng bối ánh mắt chăm chú như đôi bạn trẻ thực hiện nghi thức hạnh phúc lây thành nhìn ánh mắt của cô trong lòng có chút áy náy quả thực anh và cô chỉ thực hiện buổi lễ kết hôn Lễ đình hôn không diễn ra theo đúng tục lệ thành nắm tay cô em đang buổi lòng đấy à cô lắc đầu em đang vui mừng sẵn sàng chúc phúc cho hai bạn trẻ này chứ anh xoa xoa đầu nói anh biết trong lòng em buồn em xin lỗi chẳng phải đính hôn chỉ là nghi lễ thôi à em đâu quan trọng chuyện đó cái em cần chúng ta yêu thương nhau thực lòng thành mỉm cười cả hai không hề để ý bạn đối diện cố xuyên nhìn họ từ nãy đến giờ cố xuyên là anh họ của uyên hôm nay được uyên mời đến tham dự hôn lễ tiếng chủ hôn vang lên phần cuối cùng của buổi lễ hôm nay là phần quà đính ước xin mời mẹ chú rể bước lên trao món quà đính ước cho cô con dâu tương lai mẹ của quân bước lên mỉm cười nhị nhàng với uyên sau đó đeo sợi dây chuyền cho cô Đây là sợi dây chuyền bà nội từng đeo cho mẹ vào ngày đính hôn Hôm nay mẹ đeo lại cho con Nhà họ Tống từ nay xem con là con dâu trong nhà Sau này nếu Quân có làm con buồn thì cứ nói với ba mẹ Ba mẹ giúp con chị nó Cả nhà cười vàng, vỗ tay chúc mừng hai nhà Kết thúc nghỉ lễ, mọi người cùng nhau nhập tiệc Giày đang ăn, cô nhìn bàn bên cạnh bất ngờ khi thấy Xuyên nhìn cô chăm chăm Cô họ sạc sụa thanh bên cạnh thấy vậy lo lắng Em sao thế? Không khỏe à? Cô lắc đầu Em không sao đâu Em vào nhà vệ sinh một lát Anh đưa em đi nhé Em không sao Em vào rửa tay rồi ra ngay Cô vào nhà vệ sinh Rửa tay chỉnh lại tóc tai Sau đó xoay người định đi ra ngoài Thì bác gặp cô Xuyên đứng đó Anh cười lãnh đạm Không ngờ hôm nay có Duyên gặp em ở đây Dạy cô giữ bình tĩnh Cũng trùng hợp ạ à? Cố tổng của có mặt ở đây à? Ừ, uyên là em họ của anh em ấy mời anh đến chung vui còn em tôi là chị dâu chú rể là vợ của thành nếu không có gì tôi ra ngoài trước chồng tôi đang đợi rồi dậy bước ngang cổ xuyên thì bị anh giữ tay anh ta có gì chinh phục được em trong khi đó anh làm đủ mọi cách nhưng không có điểm trong mắt em cô giảng tay khỏi tay cổ xuyên anh ấy có tất cả những thứ tôi cần thôi được rồi cố tổng à xin phép anh cô bước ra ngoài cô xuyên cố ý nói to cho cô nghe chẳng qua cuộc hôn nhân này chỉ là liên hôn thương mại vương dịch thành rõ ràng không có tình cảm với em ra ý em chờ đấy rồi em cũng thuộc về anh cô xoay người lại nhìn cô xuyên cố tổng à anh là người thông suốt mong anh suy nghĩ thấu đáo tôi và anh dù thế nào cũng không có kết quả nhiều năm trôi qua tôi thẳng thừng từ chối anh hoàn hảo như vậy tất nhiên sẽ tìm được người tốt hơn tôi hơn nữa tôi mong anh hiểu Người chen và hạnh phúc của người khác Luôn là kẻ thua cuộc Chào anh Nhìn cô rời đi Khóe môi cô xuyên nhếch lên đường cong hoàn hảo Quay lại nhà chính Bữa tiệc được diễn ra trong không khí ấm áp Thành thấy ra ý từ ngoài đi vào Anh hỏi Em ổn chứ Nhìn em có vẻ mệt mỏi Cô nhìn Thành Lúc nào anh cũng lo lắng cho cô Cô mỉm cười trả lời Em không sao ạ Em lớn rồi chứ đâu phải con nít Anh không cần lo cho em như vậy Thành véo véo cái mũi cô Nhưng với anh em lúc nào cũng là con nít Cô bịu môi Đang định đưa tay lấy thức ăn Một bàn tay chỉ ly rượu đến trước mặt hai người Giải ý nhìn lên Lại là cố xuyên Thành nhìn cô rồi nhìn sang cố xuyên Hai mắt cố xuyên nhìn ra ý rất lạ Cố xuyên đưa mắt sang thành Là doanh nhân với nhau Gặp nhau ở đây Chúng ta nên chào hỏi một tiếng đúng chứ Vương Tổng Thành nhách mép nâng ly rượu lại đắc tội với Cố tổng rồi. Xuyên uống cạn ly rượu, sau đó nói tiếp: "Lâu rồi không gặp, không ngờ Vương tổng đây đã lập gia đình. Lúc ở quán rượu tôi vội quá không thể chúc phúc, đúng là thực ngại." Thành uống ngụm rượu nói: "Cảm ơn ý tốt của Cố tổng. Hôm đó tôi vội không thể trò đúng đắn, mong Cố tổng đừng để bụng." Già ý trợn tròn mắt, hai người gặp nhau tại quán rượu ngày đó, lúc ấy cô không nói gì chứ. Thành choáng tay qua eo cô, hôm đó vội quá không kịp giới thiệu với cố tổng đây là vợ tôi lâm gia ý cố xuyên nhìn cảnh này trong lòng khó chịu nhưng anh nhanh chóng đáp lại toàn là người quen đâu cần khách sáo chứ mong thời gian tới tập đoàn của chúng ta có cơ hội hợp tác thành lên tiếng có thể hợp tác hay không thì thực sự nhờ vào sự ưu ái của cố tổng đây xuyên cười nhẹ sau đó trở về bàn gia ý hỏi thành cách nói chuyện của doanh nhân các anh lạnh lùng khách sáo như vậy ư tùy thái độ mà giao tiếp không phải ai cũng thế cố thị và tập đoàn của anh đang chạy đua trên thương trường ý của cố xuyên lúc nãy chính là đang cân nhắc vương thị chúng ta giải ý gật đầu chứ thực ra cô chẳng hiểu gì thành hỏi cô em với cố xuyên từng quen biết nhau à cố xuyên là anh họ của viễn em với viễn thì là bạn học cùng trường ý Em và Viễn thường hay đi học chung Cho nên cô Duyên biết đến em Nghe vậy Thành không nói gì thêm Bữa tiệc kết thúc 2 giờ chiều Mọi người chào nhau rồi ra về Thành đưa cô đến tiệm bánh Hôm nay khách đến khá đông Thay vội bộ váy dườm già Cô bắt tay vào làm việc Anh thấy cô như vậy bèn nói Chẳng phải có nhân viên làm rồi Em đâu cần làm như thế Lúc nào rảnh thì em làm thôi Nhìn mọi người làm khiến em ngứa tay lắm Anh phì cười Hết nói nổi em anh về công ty đây Chiều anh ghé đón em Cô gật đầu Thành ra xe đi đến công ty Anh vừa đến thấy sự xuất hiện của lệ chi Anh nhíu mày tự hỏi Cô ta đến đây làm gì Bước vào sảnh lớn Thành bước qua vừa như không nhìn thấy Nhưng lệ chi nhanh chóng chạy đến kéo tay anh Thành khó chịu hỏi cô Cô đến đây làm gì Lệ chi mỉm cười đùa cợt Lâu rồi không gặp Nhớ anh nên đến đây tìm anh chẳng nhẽ không được Thành kéo tay áo mình ra khỏi tay Lệ Chi Đây là nơi làm việc Mong cô tự trọng Tôi có có việc cần làm Chào cô Toàn bước đi Tiếng của Lệ Chi vang lên Nghe nói Vương Tổng để mắt đến mảnh đất phía Nam Gần khu thương mại Trung Dương Thành xoay người nói Nếu bàn về công việc Mời cô theo tôi Ở đây không tiện nói chuyện Nói rồi anh bước đi Lệ Chi cười ẩn ý bước theo sau Lên phòng Thành đặt ly nước trước mặt Lệ Chi không ngờ chuyện này đến tai cố thị nhanh vậy tôi cứ tưởng mảnh đất đó chỉ mỗi vương thị chúng tôi để ý lệ chi cười nhẹ mảnh đất đó đang là miếng mồi ngon được nhiều người dòm ngó vương tổng nhanh tay muốn giành lấy thực khiến tôi bất ngờ thành nhách mép thư ký thẩm cô nói quá tôi còn chưa chạm vào được cố thị muốn đi trước một bước tôi nghe được bên phía lưu thị vì muốn có mảnh đất đó bán đi hơn nửa số cổ phần nhưng vẫn thua cố thị năng lực cố thị lớn mạnh, vương thị chúng tôi phải nể vài phần. lệ chi đứng lên đi vòng sau ghế của thành. vương tổng khiêm tốn quá, năng lực chúng tôi đâu đáng kể. hơn nữa, vương tổng tuổi trẻ tài cao, trong tay nắm bao nhiêu dự án lớn, làm sao đem cố thị ra so sánh được? thư ký thầm quá khen. lệ chi bước đến ô cổ thành từ phía sau. vương tổng là người thế nào? lệ chi đây là người hiểu rõ. Một người thông minh giỏi giang như vậy Nhưng tiếc rằng Lệ Chi tuột tay đánh mất Vương Tổng Nhưng mà không sao Dù gì anh và cô gái đó chỉ là liên hôn thương mại Cô gái đó không xứng với anh Người xứng ngồi vị trí đó Phải là em mới phải Thành dứt khoát gỡ tay cô ta Sau đó phủi phủi áo đứng dậy Chuyện đời tư của tôi Không cần cô lên tiếng Mục đích cô đến đây không phải vì chuyện tình trường của tôi thì phải Lệ Chi đứng lên ngay ngắn Cô xuyên một tôi đến thương lượng với anh Về chuyện mảnh đất ở khu thương mại Ồ Nếu là chuyện này tôi đích thân hẹn với cố tổng để thương lượng Tôi cần sự nghiêm túc để bàn bạc Hơn nữa Một thư ký như cô không đáng để tôi phí Thời gian của mình Rồi thì mời cô về cho Dứt lời Thành bước ra khỏi phòng Để lại lệ chi hậm hực khó chịu Cô nghĩ gì đó trong đầu Rồi cầm túi sách ra khỏi phòng Thành từ bên cạnh bước ra Nhìn theo lệ chi Quan dụ nhìn cô gái bước ra khỏi phòng Rồi nhìn Thành Vương Tổng Thư ký thẩm đến làm phiền anh à Thành gương mặt không vui nói Sắp xếp thời gian Mở cuộc họp gấp chiều nay Quan dụ thấy vẻ mặt không tốt của Thành Nhanh chóng đi thông báo với mọi người Thành nhíu mày Là cô xuyên muốn tiếp cận anh Hay thẩm lệ chi muốn dở trò đây Buổi họp nhanh chóng được bắt đầu Vì hôm nay là lệ đình hôn Quân không thể tham gia buổi họp thành ngồi vào vị trí tổng giám đốc gương mặt không chút cảm xúc đợi tất cả mọi người tập trung đầy đủ anh cất lời mọi người có ai biết vì sao cuộc họp diễn ra vào lúc này không tất cả im lặng thành nhìn sơ lược một vòng sau đấy nói tiếp dự án sắp tới của chúng ta ở khu đất gần trung tâm thương mại trung dương vẫn chưa có tiến độ chuyện này tôi giao cho quản lý trương lên bản kế hoạch không biết cô thực hiện tới đâu trường hân di ấp úng tôi Chuyện này bà kế hoạch chưa hoàn thiện vào lúc này thưa vương tổng Nhưng nhất định tôi hoàn thành trong thời gian sớm nhất Thành nói tiếp Về tiến hành thống kê dự trù của xếp Lý thì sao Lý ngạn trả lời Số liệu thống kê tôi làm xong Chỉ cần chờ ngày khởi công để thu thập số liệu cần thiết ạ à? Hỏi qua tất cả mọi người có mặt trong cuộc họp Mọi thứ được các nhân viên quản lý thực hiện chu đáo Chỉ mỗi bản kế hoạch chưa đâu vào đâu Quan dụ nói Bên phía nhà thầu đang sẵn sàng chờ ký kết hợp đồng Họ đang chờ quyết định từ phía vương thị Thành nhách mép Anh đập tay xuống bàn thực mạnh Sau đó lớn tiếng nói với Hân Di Bản báo cáo, bản thống kê Tất cả mọi thứ đã xong Chỉ chờ bản kế hoạch của cô Thế mà đến bây giờ cô chưa hoàn thành là sao đây Tôi bỏ ra 2 tháng Tất cả mọi thứ được hoàn thành Để dự án có thể tiến hành Bây giờ hơn 2 tháng chưa đâu vào đâu Quản lý trường, cô nhắm có làm ổn công việc tôi giao không? Nếu không, tôi sắp xếp cho người khác. Trường hân Di giọng run run. Uhm, tôi, tôi cố gắng hoàn thành cuối tuần này. Vương tổng bớt giận. Lát nữa tôi tập trung bản kế hoạch. Tôi sẽ làm tốt nhất có thể. Thành đứng lên chống tay xuống bàn. Thông báo tất cả những người có mặt ở đây biết chuyện một chút. Mảnh đất đó được rất nhiều tập đoàn săn đón. Trong đó có Cố Thị. Năng lực Cố Thị không tầm thường. Nếu vương thị chúng ta chậm trễ Miếng mồi ngon nhanh chóng bị cố thị cướp mất Tôi cho thời hạn một tuần Trong một tuần mọi thứ phải đâu vào đó Nếu như không hoàn thành được Quản lý trương biết mình nên làm gì rồi đấy Hần gì cúi đầu Vâng thưa vương tổng Giải tán đi Mọi người lần lượt ra ngoài Thành đưa tay xoa xoa chán Nếu dự án không được tiến hành Đúng như dự định Nhất định cố xuyên thừa cơ hội này Đớp miếng mồi ngon khâu vải thành sợ cố xuyên, do anh không muốn Vương thị gặp rắc rối. Anh nể cố xuyên, không muốn thẳng thường đối đầu, vì biết nếu dây vào, tương lai Vương thị sẽ lung lay. Vương thị là tâm huyết cả đời của ông nội, anh không muốn vì đối đầu để Vương thị suy bại về sau. Ngư nhìn đồng hồ gần 7 giờ, anh quên mất lúc trưa nói với gia ý sẽ đến đón cô, bước vội ra thang máy xuống hầm xe, sau đó lái đến tiệm bánh ở tiệm bánh giờ này nhân viên về gần hết chỉ còn gia ý và tiểu mỹ ở lại thành bước vào nhẹ nhàng ôm lấy gia ý từ phía sau cô giật mình cảm nhận mùi hương quen thuộc cô quay người lại nhìn anh này anh tiểu mỹ còn ở đây đấy thành không có ý định buông cô anh mà kệ vợ anh anh có quyền ôm tiểu mỹ nhìn đôi vợ chồng trẻ âu yếm nhau mà biết thân biết phận im lặng ra về gia ý đứng im để anh ôm cô hỏi anh hôm nay công ty có chuyện gì à Trông anh có vẻ mệt thế Thanh nhẹ nhàng trả lời Có chút chuyện Nhưng tạm ổn thỏa rồi Anh chỉ là nhớ em quá Cô đấm nhẹ ngực anh Mồm điêu Xa nhau bao lâu rồi mà nhớ Anh cũng chán mình và chán cô Mỗi giây mỗi phút xa em Anh đều nhớ Cô mỉm cười hạnh phúc Đưa ngón tay chỉ chỉ môi anh Đúng là dẻo mồm thật đấy Thanh nắm tay cô nếu mày nhìn ngón tay trỏ Bị bao bởi lớp băng cá nhân Tay em bị sao thế này lúc chiều cắt trái cây sơ ý cắt chúng chỉ là vết thương bé xíu xíu thôi ạ thanh thổi phù phù sau này nhớ để ý đấy em bị thương thế này anh xót lắm giải ý phụ phịu được rồi sau này em để ý hơn thưa vương tổng em gọi anh là gì cơ vương tổng hay lão vương nhở anh đưa tay nhéo eo cô cho em nói lần nữa khó tính thế hay gọi lão vương đúng không anh trọt trọt eo cô có dám trêu anh à bị anh làm nhột cô uốn néo tránh anh Xin lão vương tha mạng Nhột nhột lắm Thành không buông tha Vậy thì gọi anh là gì đây Cô cười to nói Được rồi được rồi Chồng giữ lại đi em nhột chết mất thôi Nghe vậy anh thôi không trêu cô Anh kéo cô sát lại gần mình Anh yêu vợ Cô mỉm cười nhìn anh Anh nhẹ nhàng đặt lên môi mềm của cô nụ hôn Mòng tay qua cổ cô hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào đó Ở phía trước tiệm bánh Lệ Chi ngồi trong xe nhìn vào Hình ảnh trước mắt làm cho cô ta khó chịu Tay bấu chặt vô lăng Trong lòng nổi lên sự ganh ghét Cô ta sẽ dành tất cả những gì Gia ý đang có Tôi ấy bản kế hoạch nhanh chóng hoàn thành Hân Di gửi mail qua cho Thành kiểm tra Lúc chiều tận mắt nhìn thấy cơn giận của Thành Tim cô như rớt ra ngoài Làm việc cho Vương Thị gần 2 năm Lần đầu tiên cô thấy Vương Tổng nổi giận Quy tắc làm việc của Thành nghiêm ngặt những người làm việc cho vương thị Phải được chính anh kiểm tra năng lực Mục tiêu mà Thành đặt ra Nhất định phải hoàn thiện trong thời gian được đưa ra Giải ý từ nhà tắm bước ra Chê tay cầm chiếc khăn xoa xoa tóc ướt Thành mắt đam chiêu nhìn màn hình máy tính Giải ý bước đến ôm lấy anh từ phía sau Khuya rồi chưa chịu nghỉ đi Anh nghĩ câu việc quá rồi đấy Anh tựa người vào cô cười nói Anh làm để lo cho tương lai của con chúng ta nữa Cô trẻ môi Thôi đi Vương Tổng Gia tà nhỏ Vương dư sức để anh tiêu mấy đời Anh ngước lên nhìn cô Đùa em đấy Công ty có dự án đang đưa vào hoạt động Anh đang kiểm tra bản kế hoạch Để mọi thứ tiến hành theo dự định Cô gật đầu Nhưng bây giờ 11 giờ rồi Anh không định đi ngủ à Em ngủ trước đi Anh xem xong sẽ ngủ ngay 10 phút nữa thôi Thế em ngủ trước đây Khoan đã Tóc còn ướt thế này Lại đây anh sấy khô rồi hãy ngủ Cô ngoan ngoãn ngồi im cho anh giấy tóc Thành lạnh lùng với tất cả mọi người Nhưng với cô anh nhẹ nhàng nâng niu từng chút một Sáng hôm sau vừa đến công ty Vào phòng làm việc Thành thấy quân đang ngồi chém chê ở đó Thành lên tiếng hỏi Đi Đến sớm thế Quân nhìn anh Nghe qua dụ nói Hôm qua anh nổi điên với quản lý trương à Thành cười nhẹ Chỉ là nhắc nhở thôi Không nghiêm trọng như cậu nói Cô Xuyên có ý định với dự án của chúng ta Cậu nghĩ như thế nào về chuyện này Quân cười to Chúng ta được cố thị để ý Chẳng phải là điều tốt Thành nghiêm mặt Anh đang nói chuyện nghiêm túc đấy Quân thở hát nói Tiếng tam cố thị trên thương trường Không ai không biết đến Anh nhớ lưu thị của hai năm trước chứ Ừ Chuyện lưu thị lụi bại dưới tay cố thị Nằm trong kế hoạch của cố xuyên Mục đích cố xuyên năm đó Tiếp cận lưu hạo nhân Vì số vốn đổ vào dự án xuân thành cao Ông nhân chủ quan Vì cố thị có tiếng mà không ngại bán hơn phân nửa số cổ phần Để đầu tư Xuân Thành Lưu thị muốn nhân cơ hội này Nhờ cố thị nâng đỡ Nhưng nào ngờ bị cố xuyên cướp lấy tất cả Lưu hạo nhân mất trắng trong gang tấc Quân trả lời Những tập đoàn từng đầu tư hợp tác cùng cố thị Hầu như hoàn toàn mất cả trình lẫn trài Nay cố xuyên muốn tiếp cận vương thị Chúng ta phải làm gì bây giờ Để nhanh tiến độ dự án Khởi công càng nhanh càng tốt Quân gật đầu, bên ngoài có tiếng gõ cửa. "Vào đi." Doãn Nhu từ ngoài bước vào. "Vương tổng à, Cố tổng đến bảo muốn gặp Vương tổng để bàn công việc, đang chờ Vương tổng ở dưới sảnh ạ." Quân thở dài, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Thanh nhếch môi trả lời Doãn Như. "Mời anh ta lên phòng khách tầng 6, tôi đến ngay." Cô gật đầu đi ra ngoài, thanh nói với Quân, "Anh họ đến thăm, cậu nên cùng tôi sang đó." Quân nhăn mặt. Thôi có quan dụ đi với anh Em theo làm gì Em không muốn gặp tên áo già đó Xếp tống Quân cắt lời Em đi là được chứ gì Đừng có nói cái giọng đó với em Thành cùng với quân và quan dụ để phòng khách tầng 6 Bước vào thì cô Xuyên và Lệ Chi ngồi đó Thành cất giọng Hôm nay cố tổng đến đột xuất Chúng tôi không thể sắp xếp thời gian đón tiếp đàng hoàng Đúng là ngại quá Cô Xuyên đứng lên Đều là người quen Không cần phải khách sáo như vậy Thanh mời Cố Xuyên ngồi. Hôm nay không biết có chuyện gì quan trọng để Cố Tổng đích thân đến đây. Cố Xuyên nói: vậy tôi xin phép và thẳng vấn đề. Khu đất ở gần khu thương mại Trung Dương hiện được Vương Thị bắt đầu xây dựng. Cố Thị tôi đây muốn thương lượng với Vương Tổng, hai bên chúng ta hợp tác đầu tư vào dự án này được chứ? Quân lên tiếng, không ngờ Cố Tổng đây có hứng thú với khu đất đó. Tôi cứ tưởng chỉ những tập đoàn nhỏ bé như chúng tôi mới để ý. Cố Xuyên cười nhẹ Em dễ nói quá Khu đất đó ngay trung tâm thương mại Ai có được nó Năng lực quả thực không phải tầm thường Lệ Chi lên tiếng Vô nghĩ Cố Thị nhanh chóng có dự án này Nào ngờ chậm hơn Vương Thị một bước Thành nhìn Cố Xuyên Không biết Cố Tổng muốn thương lượng chuyện này như thế nào Chúng ta hợp tác cùng nhau xây dựng dự án này được chứ Cố Thị chấp nhận bỏ ra 60% vốn đầu tư Quân lên tiếng Cố Tổng ưu ái rồi Tiếc rằng dự án này dự án độc quyền Vương thị chúng tôi không nhận vốn đầu tư từ tập đoàn khác Lệ Chi thấy vậy cười nói Ý anh là sao? Thành chậm rãi nói Vương thị bỏ ra 100% vốn Thực hiện dự án này Không cần đến những nhà đầu tư khác Hôm nay cố tổng đến đây Có lẽ phí công vô ích Cố xuyên mỉm cười Không thể hợp tác với Vương thị và dự án này Đúng là đáng tiếc thật Vương thị may mắn được cố tổng nhìn đến trên thương trường không phải ai cũng có thể khiến cố thị để tâm Nhưng dự án này quả thực không thể hợp tác cùng cố tổng Lệ chi nói Là không thể hay không muốn Rõ ràng cố thị có nhiều ưu thế Khiến vương thị bước lên tầm cao mới Tại sao từ chối chúng tôi Thành nhìn lệ chi Chẳng phải vương thị đang phát triển tốt sao Thư ký thẩm Chúng tôi không nhận vốn đầu tư Vì muốn làm một dự án độc quyền cho công ty Vương thị không thiếu vốn Nhiều năm qua chúng tôi không cần đến sự hỗ trợ của cố thị nhưng vẫn phát triển toàn diện về mọi mặt Bố dĩ hợp tác đối với chúng tôi Chỉ là xã giao trên thương trường Có việc chúng tôi không thể hay không muốn hợp tác Đều nằm ở suy nghĩ của cô thẩm đây Lệ trí tức giận Dù sao cố tổng đi thân tới đây Anh nên suy nghĩ lại cho kỹ giấy quyết định Vương dịch thành tôi một khi đưa ra quyết định Không ai khiến tôi thay đổi được quyết định đó Anh Cô xuyên cắt lời Được rồi thư ký thẩm Nếu Vương Thị đã nói vậy Chúng ta ở đây cũng không làm thay đổi được kết quả Mong dự án lần này của Vương Thị Và sự thành công Được rồi, cảm ơn Cố Tổng Cố Xuyên cùng Lệ Chi ra về Trên xe Lệ Chi nói với Cố Xuyên Lúc nãy ý của Vương Dịch Thành Là đang chọc tức chúng ta ư Cố Xuyên trầm mặc Thành không dễ tiếp cận đâu Một tiếng sâu hơn Bắt buộc chờ đợi thời cơ thích hợp Vậy tại sao không đánh vào điểm yếu của Vương Dịch Thành Ý cô là sao điểm yếu của anh ta chẳng phải lâm gia ý lâm gia ý không liên quan đến chuyện này nhưng lâm gia ý liên quan với dịch thành cố tổng dự án này không phải dễ có được mong anh suy nghĩ lại cô xuyên im lặng lệ chi nói đúng lần này nếu dự án của thành thành công cố thị sẽ bị vương thị vượt mặt bên này chi quan sát sắc mặt của cố xuyên nếu cố xuyên đồng ý cô nhân cơ hội này giành lại tất cả từ gia ý Đến chiều, gia ý ở quầy bánh nhận được cuộc gọi của Thành Giọng nói quen thuộc vang lên Bảo bối à, tối nay anh có hẹn với khách hàng Không đến đón em được Anh bảo Lưu Hàm đến đón em nhé Không sao đâu, em tự về được ạ Lưu Hàm hôm nay về Vương Gia Đưa ông đi thăm bằng hữu ngày mai mới về Anh cứ lo công việc đi Em tự bắt xe về được mà Thế khi nào về đến nhà Nhớ gọi cho anh đấy Kết thúc cuộc gọi, cô thở dài Vốn định tối nay cùng anh đi ăn tối Nhưng tối nay anh bận mất rồi Tiểu Mỹ hỏi cô Sao thở dài thế? Có chuyện gì à? Dạ ý lắc đầu Không có Thành vừa gọi bảo tối nay không thể đến đón tớ Tiểu Mỹ cười Cậu sướng thế Có chồng giàu lại điển trai giỏi giang Lại nuông chiều cậu hết mực Dạ ý cười Thế cậu mau mau tìm cho mình một người để được nuông chiều đi Tiểu Mỹ lắc đầu Tớ thích tự do Hiện tớ chưa muốn mở lòng Dù sao một mình vẫn tốt Loay hoài một lúc cuối cùng thì trời tối Tiểu Mỹ bảo có việc nên về nhà trước Chỉ còn dài ý ở tiệm Cô đứng đợi taxi Có chiếc xe sang trọng dừng trước mặt cô Hạ kính xe xuống cô xuyên nhìn cô Giờ này khó đợi taxi Anh tiện đưa qua đây Hay lên xe anh đưa về Cảm ơn ý tốt của cố tổng Tôi có thể tự về Cố xuyên cười nhẹ Nếu đứng đây thêm Đám người kia có thể làm khó em đấy Ngoái nhìn phía sau đúng là có đám thanh niên say rượu đang nhìn cô chỉ trỏ cười nói gì đó bất đắc dĩ cô đành lên xe của cố xuyên làm phiền cố tổng Cô xuyên mỉm cười trên xe ra ý im lặng không nói tiếng nào ánh mắt nhìn ra dòng xe xuôi ngược cô duyên hỏi hôm nay vương tổng không nói em à cô giật mình à không anh ấy có việc nên không đến được anh làm gì em đâu xem căng thẳng thế cô cười trừ không trả lời người cô đang khó chịu Bà dì ghé thăm khiến bụng cô đau âm ỉ Cô Xuyên thấy vẻ mệt mỏi đó Anh hỏi cô Em đã không khỏe đấy à Bụng tôi hơi khó chịu chút Em ổn không Hay anh đưa em đi bệnh viện nhé Không cần đâu Anh đưa tôi về nhà là được rồi Không làm trái ý cô Cô Xuyên đưa cô về đến nhà Lịch sự xuống mở cửa xe cho cô Giải ý lên tiếng cảm ơn Cảm ơn anh đưa tôi về Em vẫn như vậy Với khách sáo như ngày nào Cô không để ý lời anh Tôi vào nhà trước đây Xoay người định đi vào Thì cơn choáng ập tới Cô lảo đảo suýt ngã Cô Xuyên vội vàng đỡ lấy cô Để anh dìu em vào Cô im lặng để cô Xuyên dìu Người cô đang thực sự khó chịu Từ phía xa Thành ngồi trong xe thấy cảnh này Lòng anh dâng lên cảm giác bức bối Đáng nhẽ giờ này anh đang ở chỗ hẹn Nhưng bất ngờ lịch hẹn bị hủy Do khách hàng có việc đột xuất Anh đến tiệm bánh định đón cô Nhưng lại không có ai ở đó Anh đã lái xe về nhà anh nhíu mày nhìn hai người trước mặt Cô Xuyên và Gia Ý Rốt cuộc bố quan hệ thế nào đây Chờ cô Xuyên rời đi Thành mới lái xe vào nhà Bước lên phòng Thành nghe tiếng xả nước trong nhà vệ sinh Anh nới lỏng cà vạt Tiện tay vứt áo vest trên sofa Gia Ý từ nhà vệ sinh bước ra thấy Thành Cô nhíu mày hỏi Chẳng phải anh nói tối nay có hẹn à Sao anh về sớm thế Thành không nhìn cô mà bảo lịch hẹn bị hủy Gia Ý nhìn anh Tâm trạng Thành không tốt thì phải Anh vào tắm rồi gian tối Thành đứng lên Anh vào tắm em ăn trước đi Anh không có đói Nói rồi anh đi vào nhà tắm Cô khó hiểu nhìn anh Nhưng cơ khó chịu đang hành hạ cô Xuống bếp cô uống ly sữa Rồi tìm thuốc uống Như trong nhà hết từ đời nào Cô đi vào phòng ngủ Thành vẫn còn đang trong nhà tắm Bố dĩ định nhờ anh mua thuốc giúp Nhưng nhìn về mặt không tốt của anh Cô lại không dám nhờ Chùm chăn kín đầu Cô cố ngủ cho quên đi đau Anh trở ra thấy cô cuộn mình trong chăn Không nói lời nào anh nằm xuống bên cạnh Không gian yên nắng bao phủ lấy căn phòng Cô khó chịu đến mức phát khóc Nhưng cố nằm im cho anh ngủ Nghe người bên cạnh thở đều đều Cô mới ngồi dậy gión rén ra ngoài Cô xuống bếp uống cạn ly nước ấm Cơ đau vẫn không giảm Giờ này chẳng biết nhờ ai Để gọi cho đình luật thì điện thoại có tin nhắn Là tin nhắn của cô Xuyên Ra cổng lấy thuốc đi anh đang ở ngoài cổng cô nhìn dòng tin nhắn một hồi cuối cùng vì đau quá buộc phải ra lấy cố xuyên đưa thuốc kèm hộp cháo nóng cho cô lúc nãy định đưa em vào viện nhưng em không chịu nên anh mua giúp em ăn ít cháo rồi uống thuốc kẻo bị đau dạ dày đấy hôm hôm nay làm phiền cố tổng quá không sao đâu mau vào nhà đi giải ý cảm ơn anh sau đó quay vào nhà cô vội lấy thuốc định ăn tí cháo vào thì thành từ trên lầu đi xuống em với cố xuyên rốt cuộc có quan hệ gì Cô giật mình suy làm đổ cháo trên bàn Cô nhìn anh Chẳng phải hôm trước anh cũng hỏi như vậy Mà em đã trả lời anh rồi Em với cô Xuyên chỉ là quen biết bình thường Thành cười khẩy Quen biết bình thường Bình thường đưa em về Bình thường đêm hôm đến đây tìm em Mua thức ăn cho em Bình thường chỗ nào đây Cô khó chịu nhìn anh Hôm nay anh bị sao thế Em không bắt được xe Cô Xuyên tiện đường cho em đi nhờ xe Thành cắt lời Tiện đường Đường về nhà cố xuyên và đường về đây là hai đường ngược nhau Em nói tiện thế nào đây Lúc đó sao không gọi cho anh Cô tức giận Chẳng phải anh nói đi gặp khách hàng Em làm sao dám gọi Vừa rồi cố xuyên đến đây đưa đồ cho em Ra ý Em là người đã có gia đình Nửa đêm lại có người đến tìm Nếu người ngoài nhìn vào sẽ thành thế nào đây Vì cố xuyên biết em khó chịu Cho nên mang thuốc để giúp em thôi Vốn dĩ em định gọi nhờ đình ruột Nhưng mà anh ta đã đến đây từ lúc nào ấy thành lớn tiếng khó chịu sao không nói với anh cố xuyên còn biết tái say không biết thì vừa về mặt anh hầm hầm khó chịu sợ anh mệt nên không dám nói em tự lấy thuốc uống nhưng mà ai biết được ở nhà không còn thuốc em cô vừa khó chịu vừa giận nước mắt trực trào vừa về anh đã khó chịu có không thèm nhìn em một cái em nói thế nào đây anh nói anh yêu thương em nhưng cô tin tưởng em không người em khó chịu em muốn nghỉ ngơi Chứ không phải muốn ở đây đôi co với anh Nói rồi cô bỏ lên phòng lúc trước cô ở Thành nhìn theo cô Ra ý Cô không nhìn anh Đừng có làm phiền em Tiếng đóng cửa vang lên Thành ngồi xuống sofa xoa xoa chán Nghĩ ngợi hồi lâu sau đó đi lên phòng Anh đứng trước cửa phòng cô muốn đẩy cửa đi vào Nhưng cửa khóa trái rồi Bên trong Ra ý cuộn mình khóc thút thít Thành lớn tiếng với cô Còn ghen tuông vớ vẩn Tại sao anh không hỏi rõ ngọn ngành Mà khó chịu với cô như vậy Gia ý cho đón buổi sáng cuối tuần Bằng đôi mắt sưng húp Tối qua uất ức khóc đến gần 2 giờ sáng Sáng ra không có tâm trạng đến tiệm bánh Cô nằm lì ra đó Tiếng gọi của Thành bên ngoài vọng vào Gia ý à Em thức chưa đấy Cô im lặng không thèm trả lời Thành nói tiếp Mở cửa cho anh Gia ý Cô mở cửa Sau đó quay chui vào trong chăn Thành tiến lại giường lay lay cô Dậy ăn sáng rồi uống thuốc Anh chuẩn bị cho em này Cô trả lời Cảm ơn anh tôi khỏe rồi Không cần uống thuốc nữa đâu Anh cứ lo công việc của anh Tôi muốn ngủ thêm Biết cô còn giận Anh không nói gì xuyên người định ra ngoài Thì tiếng chuông của cô reo lên Màn hình thể hiện hai chữ cố xuyên Cô chưa định hình được người gọi đến là ai Thanh nhấc máy Em sao rồi em khỏe hơn chưa thành nhìn ra ý sau đó trả lời Chuyện vợ tôi khỏe hay không khỏe Không cần cố tổng quan tâm Cảm ơn ý tốt của anh, chào anh Dứt lời thành tắt máy Anh hỏi cô, chuyện này rốt cuộc thế nào Em với cố xuyên rõ ràng không phải quen biết bình thường Cô ngồi bật dậy nhìn anh Thôi được rồi, nếu anh muốn nghe tôi nói rõ Cố xuyên từng theo đuổi tôi lúc tôi học đại học Nhiều lần bày tỏ Nhưng chưa có lần nào tôi đồng ý Mọi chuyện lại như thế Anh tin hay không thì tùy anh Vậy tại sao ngay lúc đầu em không nói rõ ràng đi Bây giờ rõ ràng rồi đấy Cô xuyên đối với tôi chỉ là quen biết bình thường, tôi không có tình cảm gì với anh ta. Chuyện hôm qua là vì bất đắc dĩ. Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi mệt lắm, anh ra ngoài đi. Nói xong cô vùi mình vào chăn. Thành gợt đầu, được rồi, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Thành bỏ ra ngoài đóng cửa thật mạnh. Nghe tiếng rầm lớn, ra ý mới chui ra khỏi chăn. Cô thở dài, sau đó bước khỏi giường. Thành lái xe đến công ty, cơn giận chưa nguôi. Vừa vào đã hành quan dụ làm đủ việc. Quân thấy về mặt hầm hầm của anh thì hỏi Mới sáng ra ai chọc giận vương tổng nhà ta thế? Thanh trả lời Tập trung làm việc Đừng có nhiều lời Tối nay đừng quên đến buổi tiệc kỷ niệm thành lập Trần Thị Thanh lạnh lùng Tôi biết rồi Chiều đó Thanh trở về lúc 6 giờ Và nhà thấy cô loay hoay ở bàn ăn Nhìn cô một cái Sau đó anh đi lên phòng Cả hai không ai nói với nhau một câu lát sau thành từ trên lầu đi xuống chơi người diện bộ vest màu xanh đen lịch lãm gia ý nhìn anh định lên tiếng hỏi anh giờ này đi đâu nhưng anh đi nhanh ra ngoài rồi lái xe đi mất cô ngao ngán nhìn bữa tối trên bàn vốn định nấu bữa tối để cùng anh ăn và xin lỗi anh chuyện lúc sáng nhưng vừa về chưa bao lâu anh lại đi rồi thành lái xe đến nhà hàng nơi diễn ra buổi tiệc trần thị là một trong những doanh nghiệp có tuổi đời khá lâu và có vô số dự án có tiếng trên thương trường. Buổi tiệc sang trọng, quy tụ nhiều doanh nhân thành đạt. Thành vừa bước vào, được Trần Thịnh tiếp đón chu đáo. Trần Thịnh đưa anh ly rượu vàng. Lâu rồi không gặp Vương Tổng. Vương Tổng à, anh vẫn phong độ như ngày nào. Thành cười nhẹ, so với Trần Tổng tôi còn thua xa. Và trong thôi, nhiều người đang chờ đón sự xuất hiện của anh đấy Vương Tổng. Tiến vào bên trong, có nhiều người có mặt ở đây. Có cả cố xuyên và lệ chi Nhìn thấy thành đến Một mình lệ chi cầm ly rượu đến gần Vương Tổng đến đây một mình thôi à Không đưa bà xã theo ư Thành cười nhạt Bà xã tôi có việc nên không thể đi cùng Cảm ơn cô đã quan tâm Lệ chi cười Tay lắc lắc ly rượu rồi nhấp một ngụm Cô Xuyên từ xa thấy vẻ mặt không tốt của Thành Miệng nhếch lên nụ cười khó hiểu Tâm trạng đã không tốt lại gặp nhiều đối tác hợp tác cho nên anh uống khá nhiều Qua dụ đi theo nhưng cũng không thể cản anh thành tay cầm ly rượu mắt nhìn về cố xuyên những gì cố xuyên đang làm để ra ý là muốn dùng cô ấy để tiếp cận anh à nấu cạn ly rượu thành đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo vừa bước ra ngoài chạm mặt thẩm chi thầy anh cô ta tiến lại gần sao rồi anh sai à vương tổng xem ra cô thích quan tâm tôi như vậy Lệ Chi tiến lại Dùng ngón tay miết dọc cổ áo anh Dù sao chúng ta có những năm tháng hạnh phúc bên nhau Thấy tâm trạng của anh không tốt Lại còn đến mức uống say khớt Lệ Chi tôi thực sự kìm lòng không có được Thanh cười nhẹ Lệ Chi câu cổ anh Thời gian qua Quả thực em không quên được anh Muốn cùng anh như lúc trước Chứ không phải nhìn anh bên người khác Lệ Chi đưa mặt lại gần anh vì sai đánh mất lý trí Thành đứng im cho lệ chi làm loạn Môi cô chạm vào môi anh Thành cũng bị cuốn theo nụ hôn đó Anh làm cái quái gì vậy Mùi nước hoa nồng nặc Không phải của gia ý Môi gia ý mềm mại Chứ không phải lớp sáp dài đặc phủ lên Người con gái anh thương thuần khiết Chứ không phải như thế này Thành như ý thức được những gì mình làm Đẩy mạnh lệ chi ra khỏi người mình Lắc lắc đầu loạn trọng bước ra ngoài Lệ chi nhìn bóng lưng anh nở nụ cười đắc ý Mặc dù tử lượng khá tốt Nhưng hôm nay Thành uống không ít Bước ra ngoài thấy quan dụ ở đó đợi anh Quan dụ à, về về thôi Quả dụ bất mãn nhìn xếp mình Bình thường thì giữ phong độ lịch lãm Này không biết là làm sao Uống say thành bộ dạng này Kẻ vương dịch thành ra Quan dụ lái xe đưa anh về nhà Ở nhà dày chán nản Ngồi sofa Đôi mắt nhìn tivi Nhưng tâm trí thì ở đâu đâu 11 giờ Thành chưa về Trong lòng cô thực lo lắng Cầm điện thoại để gọi cho anh Bên ngoài có tiếng chuông cửa Bộ chạy ra Thấy quan dụ đang dìu Thành Nhìn Thành say đến mức không đứng vững Ra ý hỏi quan dụ Sao anh ấy say thế này Hôm nay Trần Thị có tiệc Anh ấy hơi quá chén à Bình thường dù anh ấy uống Cũng không say đến mức này Phiền anh đưa anh ấy vào nhà giúp tôi với Quan dụ gật đầu Cô phụ đỡ một bên đưa Thành lên phòng sau khi để tên ma men nằm yên vị trên giường Gia Ý cảm ơn quan dụ Cảm ơn anh đưa anh ấy về Đúng là phiền anh quá rồi Không sao đâu Dù sao Phương Tổng là cấp trên của tôi Cô chăm sóc Vương Tổng đi tôi phải về đây Gia Ý gật đầu Chờ quan dụ đi khỏi Cô xoay người nhìn người ngủ trên giường Khẽ lắc đầu bước tới tháo giày giúp anh Cố gắng lật người anh lại Để cởi chiếc áo vest Tay trở khựng lại Ánh mắt cô nhìn đam đam nơi cổ áo sơ mi trắng bên trong Vê son đỏ trói dính nơi cổ áo Dây ý cảm nhận khoai mắt cay cay Tầm nhìn bị mờ đi vì màn nước mắt Cô ngồi bất động Tim cô như ai đó bóp chặt Giọt nước mắt nóng hổi Cuối cùng không kìm được rơi xuống Sáng nay vừa gây nhau một trận Sau đó không ngó ngàng gì đến cô Cả ngày không cuộc điện thoại hay một tin nhắn Bữa cơm tối cô nấu chờ anh về Nhưng anh nào có biết Chờ cả buổi Cuối cùng anh mang bộ dạng này về trên áo có có cả vết son nữa Rốt cuộc hôm nay anh gặp ai Và xảy ra chuyện gì Những lời anh từng nói với cô Anh bảo yêu thương cô Nhưng anh chưa từng đặt lòng tin ở cô Sáng hôm sau Thành lờ đờ mở mắt Anh ngồi dậy dùng tay đấm đấm vào chán Hậu quả say quá Không tránh được cơn đau đầu khó chịu Đảo mắt nhìn quanh căn phòng không thấy cô đâu Bước xuống giường Lê thân mình nồng nặc mùi rượu vào nhà vệ sinh rửa mặt Với lấy chiếc khăn mặt Rồi nhìn vào gương nghe lịch lãm thường ngày thay vào bộ dạng sộc sịch anh thở hắt đưa tay lên tháo cúc áo nhìn thấy vết son đỏ trên cổ áo anh nhíu mày trong lòng dâng lên cảm giác bất an nhớ lại chuyện tối qua nhà hàng gặp lệ chi sau đó cô ta chủ động hôn anh anh vội vàng chạy ra ngoài sang phòng kế bên tìm ra ý cô ngồi thẫn thờ trên giường đôi mắt vô định nhìn ra cửa sổ anh bước đến khẽ nói ra ý à anh anh xin lỗi Cô không trả lời anh Thành nhìn đôi mắt sưng húp mà đau lòng Anh bước tới kéo cô trong lòng Cô đẩy anh ra Buông ra đi Anh vẫn gắt gao ôm lấy cô Anh xin lỗi Cô vừa khóc vừa đấm mạnh vào lưng anh Buông ra vương dịch thành Anh buông tôi ra Anh vô cùng đau lòng Anh không buông em đánh anh đi Để khi nào em hết giận thì thôi Cô khóc nghẹn Cô dừng lại không đánh nữa Thành nói tiếp Anh biết bây giờ tâm trạng em không tốt Anh xin lỗi dài ý nhìn anh cả ngày hôm qua anh không gọi cho em không muốn nói chuyện với em thậm chí về nhà không thèm nhìn em một cái cả buổi tối em đợi anh về dùng cơm nhưng kết quả thì sao anh mang bộ dạng say để không biết gì về nhà trên người có mùi nước hoa của phụ nữ anh nghĩ đến cảm giác của em không là anh say anh không tốt hôm qua anh say quá cho nên cô cắt lời đừng nói nữa Em không muốn nghe bất cứ lời nào. Anh đi ra ngoài đi, em muốn một mình." Thành nghe lời cô đứng lên đi ra ngoài, thở dài một hơi, lẽ ra anh không nên lớn tiếng với cô vào hôm qua. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Thành chán nản nhấc máy, nhưng chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của Quân. "Lão Vương, anh đến công ty gặp đối tác giúp em. Uyên bệnh rồi, em phải chăm sóc cô ấy không đến công ty được." "Ừ, anh đến ngay." thành thay đồ sau đó đến công ty buổi trưa đó anh cố gắng tập trung hết sức để hoàn thành cuộc nói chuyện với đối tác gia ý ủ rột nhốt mình trong nhà cứ nghĩ vết son đỏ nước mắt không tự chủ rơi xuống sau ngần đó thời gian chung sống gia ý nhận ra mình yêu thành những lần dịu dàng anh dành cho cô những cử chỉ anh quan tâm đến cô khi cô tin vào cuộc tình này cô chỉ mong ngày tháng sau này cả hai cùng xây dựng tổ ấm hạnh phúc cô thực không tin anh qua lại với người con gái khác nhưng tại sao lại đau lòng thế này tiếng chuông cửa kéo cô khỏi mớ hỗn độn trong đầu lo vội nước mắt cô ra mở cửa là lệ chi cô đến đây làm gì lệ chi nhìn cô tôi đến tìm thành nói rồi lệ chi đẩy ra ý sang một bên rồi thản nhiên đi vào trong thành không có nhà đâu phiền cô về cho <laughs> nhà này đâu phải của cô đâu hà cớ gì đuổi tôi Tôi ở đây chờ anh ấy về Lệ Chi Cô có liêm sỉ không Mãi đeo bám người có gia đình Cô không thấy nhục nhã Lệ Chi cười khẩy Bố dĩ Thành ngay từ đầu là của tôi Anh ấy kết hôn với cô chỉ là liên hôn thương mại Trong lòng anh ấy không hề có cô Hơn nữa tối qua Chúng tôi có buổi tối ngọt ngào như thế Chắc cô không biết được Già ý mím môi Cô đừng ở đây nói bậy Thành không phải là người như vậy mời cô ra khỏi nhà tôi ngay lập tức lệ chi tiến sát gần gia ý một đứa không có bố mẹ không địa vị xã hội như cô không xứng với người như vương dịch thành đừng có cố chấp như thế giải ý tát một cái rõ đau vào mặt lệ chi tôi cấm cô nhắc đến bố mẹ tôi lệ chi ôm bên mặt trừng trừng mắt nhìn gia ý cô dám đánh tôi à tôi cảnh cáo cô đừng bao giờ đến đây làm phiền gia đình tôi cút ra khỏi nhà tôi đi Đúng lúc đó Thành về tới Vừa thấy Thành từ ngoài vào Lệ Chi nhanh tay lấy ly nước đặt trên bàn tự hất lên mình Sau đó giả vờ ngã xuống sàn ôm mặt Thành, cô ta đánh em Thành vừa vào thấy Lệ Chi ngã dưới sàn Theo quán tính chạy đến đỡ cô ta Lệ Chi thầm cười trong lòng đưa mắt nhìn ra ý Thành hỏi ra ý Giọng có chút khó chịu Em sao vậy ra ý Anh biết em không thích Lệ Chi Nhưng đừng nên thô lỗ với cô ấy như thế chứ Cô nhẹ giọng anh chưa biết sự việc thế nào đừng vội chỉ trích người khác lệ chi nhìn thành cất giọng ẻo lả em muốn đến tìm anh giải quyết công việc nhưng vừa vào cô ta mắng em còn đánh em nữa lệ chi cô diễn xuất sắc thế này không đi làm diễn viên đừng ở đây làm loạn rồi cô nhìn sang thành cô nói tiếp còn anh nữa anh thực sự tin những lời cô ta vừa nói chứ gì anh đúng rồi tôi đánh cối một bạt tai Đánh cô ta cho cô ta tỉnh táo lại Đánh để cảnh cáo cái mồm cô ta Đừng để cái miệng hạ cái thân Thành gàn giọng Được rồi để ra ý Sau đó anh quay sang nói với Lệ Chi Cô về đi, chuyện này tôi giải quyết sau Lệ Chi cầm túi sách ra về Trước khi rời khỏi nhà Không quên ném cái nhịn đăng ý cho Gia Ý Chờ cô ta ra khỏi Gia Ý không nhanh không chậm nói Nửa dịch thành Chúng ta ly hôn đi anh chết đứng khi nghe lời cô thốt ra Ly, ly hôn á? Tại sao? Chúng ta ngay từ đầu không hợp nhau Nếu càng ép buộc ở bên nhau Chỉ càng thêm khó xử thôi Anh xứng đáng với cô ấy hơn Không, anh không muốn ly hôn Già ý à? Anh từng nói với em rồi đấy Anh không còn tình cảm với lệ chi Cô cắt lời Nhìn vết son trên áo anh ngày hôm qua Là của cô ta đúng chứ Thậm chí lúc nãy anh lớn tiếng với em trước mặt cô ta Trong khi anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra Thành Em biết cô ta là tình đầu của anh Mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất Đúng chứ Anh Thời gian này chúng ta tạm thời được gặp nhau Em muốn mọi thứ ổn định lại Còn chuyện ly hôn anh cứ nghĩ đi Ngày mai em sẽ gửi đơn cho anh Nói rồi cô lên phòng Mang hết đồ đạc trong tủ xếp gọn vào vali Khẽ thở dài Cô nhìn quanh căn phòng Thời gian cô qua phòng này không dài Nhưng đó là kỷ niệm đẹp đối với cô Đôi mắt dừng ở bức ảnh cưới treo trên đầu giường Cô cứ tưởng sau khi kết hôn Cuộc sống nhẹ nhàng hơn chút Nhưng không ngờ nó khiến cô mệt mỏi hơn Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống Vội lau nhanh nước mắt Sau đó kéo khóa vali Cô lấy điện thoại gọi cho Tiểu Mỹ Tiểu Mỹ à Tôi đến nhà ở với cậu vài hôm nhé Tiểu Mỹ ngạc nhiên Sao tự dưng muốn đến nhà tớ Có chuyện gì thế Gặp nhau tôi nói cho cậu biết Thế nhá tớ cúp máy đây Thành ngồi ở phòng khách Anh không muốn anh và cô ly hôn Anh chưa bù đắp được gì cho cô Thì đã làm cô buồn Thời gian ở cạnh cô Anh nhận ra gia ý quan trọng với anh Anh khó chịu khi có người đàn ông khác tiếp cận cô Hai ngày nay không thể nói với cô Khiến anh rất khó chịu Thực sự anh không muốn mất cô Đầu óc đang rối bời Thành sững người thấy gia ý từ trên lầu đi xuống Trên tay kéo theo vali Em định đi đâu Cô không nhìn anh Em đến nhà tiểu Mỹ vài ngày Nói rồi cô kéo vali ra khỏi nhà Để Thành đứng chân chân nhìn cô Tối hôm đó tại nhà tiểu Mỹ Gia ý buồn bã nằm ở sofa Tiểu Mỹ từ bếp bước ra Trên tay cầm chai rượu Cậu với Thành rốt cuộc có chuyện gì thế Gia ý thở dài Tớ đề nghị ly hôn với anh ấy Tiểu Mỹ trợn mắt Cái gì? Ly hôn? Chẳng phải hai người đang hạnh phúc à? Cô lắc đầu cảm thấy giữa tớ và anh ấy có khoảng cách Bọn tớ chưa hoàn toàn hiểu nhau Trời đất ơi Bạn tôi ơi Cái gì cũng phải có thời gian cơ mà Thành anh ấy hình như có tình cảm với người cũ Cái gì Sao cậu lại nói thế Giải ý kể chuyện xảy ra trong hai ngày nay cho Tiểu Mỹ nghe Tiểu Mỹ im lặng hồi lâu rồi lên tiếng Thẩm lệ chi đó đúng là mưu mô thật Nhưng theo cậu kể Lúc đó Thành say rượu Có khi nào là kế hoạch của cô ta Tớ không biết nữa Này Gia ý Cậu thực muốn ly hôn á Tớ Tiểu Mỹ nhấp ngụm rượu Rõ ràng cậu không muốn Tại sao đề nghị ly hôn Tớ nghĩ hai người nên nói chuyện rõ ràng với nhau đi Hiện tớ không muốn gặp anh ấy Tớ muốn mọi thứ ổn lại trước đã Tiểu Mỹ nắm tay Gia ý Tớ nói cậu nghe Giới kinh doanh phải gặp Giao tiếp với nhiều người Quan hệ cũng phức tạp thành trẻ tuổi đứng ở vị trí cao như vậy tất nhiên là có nhiều người ganh ghét ghen tị cậu nên hiểu và thông cảm cho thành có lẽ bây giờ anh ấy đang không biết phải làm thế nào Giày ý nhìn tiểu mỹ cô phì cười tôi rồi tớ sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ấy tiểu mỹ nói đấy cười như thế có phải xinh không ở căn phòng khác thành ngồi thẫn thờ cho bóng tối đầu óc anh rối bời anh phải làm sao Giày ý mới tin anh thực lòng yêu cô ấy chưa làm được gì cho gia ý Thì khiến cô buồn Anh từng nói cho cô hạnh phúc trọn vẹn Nhưng hình như anh chưa làm được Ngược lên nhìn bức ảnh cưới Tim anh thắt lại Nhất định anh phải giải thích cho cô hiểu Nhất định phải làm cô tin tưởng đặt niềm tin ở anh Đêm đó hai căn phòng Hai con người nhưng cùng một suy nghĩ Họ nên làm gì Đối phương cảm nhận được sự quan trọng của nhau Gần đây dự án ở Trung Dương Gặp nhiều trục trặc Thành mệt mỏi thế nào cũng phải đến công ty để giải quyết ở bên kia cô Xuyên lập kế hoạch Dành cho bằng được dự án đó về tay mình Cô Xuyên ngồi ở bàn làm việc Lệ Chi từ ngoài bước vào Dự án của Vương Dịch Thành gặp khó khăn Chúng ta nhân cơ hội này ra tay không cố tổng Bây giờ chưa phải lúc Chúng ta không nên nóng lòng Đầu óc của Dương Dịch Thành không phải tầm thường đâu Lệ Chi gật gù Cô Xuyên nhìn cô nói Chẳng phải cô yêu anh ta Sao lại muốn cùng tôi gây khó khăn cho anh ta tôi yêu anh ấy, nhưng anh ấy đâu yêu tôi. việc tôi muốn làm bây giờ chậm chậm chiếm lấy tất cả mà anh ta đang có, muốn anh ấy phải đau khổ đến tột cùng. cô xuyên cười khẩy, cô thầm đây đúng là lắm mưu nhiều kế. đã một tuần, gia ý và thành không gặp nhau. anh muốn để cô yên tĩnh, một phần anh đang giải quyết trục trạc dự án, anh muốn giải quyết công việc đâu vào đó, sau đó nghiêm túc tìm cô nói chuyện. bình thường dù không gặp nhau. Nhưng anh luôn nhắn tin cho cô, nhắc nhở cô ăn uống, sáng trưa chiều không sót bữa nào. Hôm nay gần 10 giờ trưa, Gia Ý chưa nhận được tin nhắn nào từ anh. Trong lòng Gia Ý có chút khó chịu kèm hụt hẫng, tự hỏi hôm nay anh bận lắm à. Cả trưa hôm đó, cô cầm điện thoại đi tới đi lui trong nhà, cuối cùng chịu không được gọi cho Quân. "Alo Quân à, hôm nay thành bận nhiều việc lắm à?" quân nhìn thấy gia ý gọi mình để hỏi về thành thì vui vẻ trả lời không ạ à, hôm nay anh ấy không đến công ty cũng chẳng gọi cho em chị dâu có chuyện gì thế không không có gì cả quân lên tiếng hay chị gọi anh ấy xem em có việc em cúp máy trước ạ à? nói rồi quân tắt máy Gia ý nhíu mày hôm nay thành không đến công ty với anh ấy làm gì chần chừ một lúc cô nhận dãy số trên màn hình nhưng hồi chuông kéo dài không có ai bên đầu dây bên kia trả lời trong lòng cô dâng lên cảm giác lo lắng Cô gọi tận năm của không ai nghe máy Trong lòng tự bồn chồn Cuối cùng cô quyết định trở về nhà xem sao Trên xe dừng tại căn biệt thự Cô bước xuống xe nhìn căn nhà Nơi đây từng chứa đựng những ngọt ngào giữa cô và anh Xa nhau hơn một tuần mà như một năm Hít một hơi sâu sau đó đi vào nhà Căn nhà tĩnh lặng đến lạ Thành không có ở nhà ư Cô bước lên phòng để cửa bước vào thấy anh ngủ ở trên giường nếu mày nhìn anh sau đó tiến lại gần nhìn anh tiểu tụy đi hẳn mệt mỏi đến mức người ta gọi không nghe máy à khoan chán anh sao nhiều mồ hôi thế này cô đưa tay chạm vào chán anh cô hoảng hốt vô cùng sao người nóng như lửa thế chứ cô vội vàng kéo chăn bông ra khỏi người anh sau đi lấy nước ấm tỉ mỉ lau mồ hôi cho anh cô chạy đến tủ thuốc tìm thuốc hạ sốt rồi cố gắng cho anh uống nhưng anh ngủ mê man Nào chịu há miệng uống thuốc Bất lực không biết làm sao Cô lo lắng nước mắt rưng rưng Thành à há miệng uống thuốc nào Nếu không chịu uống làm sao hạ sốt được Anh không phản ứng gì Cô nhìn anh hồi lâu Sau đó bỏ thuốc vào miệng mình Từ từ áp môi mình lên môi của anh Sau đó đẩy thuốc sang Trời vật lúc lâu Cuối cùng anh chịu nuốt Cô nhằn mặt vì thuốc đắng thật Cô nhẹ nhàng đút từng chút nước cho anh Cô xót xa nhìn anh không biết vì sao lại sốt cao thế này nếu hôm nay cô không tìm anh anh ra nông nỗi gì đây nhẹ nhàng kéo chăn đáp ngang người anh tiện tay mở cửa sổ cho phòng thoáng sau đó đi xuống bếp cô nấu cho anh ít cháo thịt bằm cô sợ dạ dày khó chịu khi uống thuốc mà chưa có gì trong bụng trong lúc anh ngủ cô dọn dẹp nhà cửa đang loay hoay tới mấy chậu hoa cô nhíu mày khi thấy ít tàn thuốc vứt ở góc tường anh hút thuốc à bên trong phòng anh từ từ mở mắt bị đắng ở cổ họng khiến anh khó chịu họ khàn vài tiếng anh cố gắng ngồi dậy với tay lấy ly nước trên đầu giường gia ý từ ngoài đi vào trên tay mưng bát cháo nóng Thế anh đã thức cô hỏi Bệnh sao không nói với em anh như không tin vào mắt mình anh nhìn cô đến ngây ngốc gia ý nhìn anh khẽ cười mà em dính gì à sao nhìn em như thế em em về lúc nào thế em vừa về số cao như thế sao không gọi cho em hay là quân biết nếu em không về anh định thế nào Anh tưởng anh Lời cô bị đứt quáng Vì anh bất ngờ ôm lấy cô Anh nhớ em, thực sự nhớ em Cô im lặng Anh ôm chặt lấy cô, vùi mặt và tóc cô Tham lam hít mùi hương mà anh nhớ nhung Anh cứ tưởng là Em không quay về đây nữa Nếu em không quay lại thì sao Nếu không quay lại Anh không đi tìm em à Thành buông cô ra nhìn cô Nếu em không quay lại Anh đi tìm em Bắt em ở cạnh anh Giam giữ em không cho em rời xa anh nửa bước Gia ý là của anh Mãi mãi về sau cũng là của anh Dẻo miệng Ăn cháo đi khi còn nóng Em nấu cho anh đấy Thành nhận bát cháo Anh nhìn cô mỉm cười Cảm ơn em Thôi đừng có khách sáo như thế Nhìn như hai người xa lạ ấy. Thành cười nhẹ không nói gì Sau đó tập trung ăn cháo Gia ý nhìn anh Xa cô mới vài ngày anh thế này ư Gia ý hỏi tại sao anh sốt cao thế à hôm qua anh dính mưa cho nên anh sốt thôi anh đi đâu mà dính mưa anh đến nhà tiểu mỹ tìm em cô trợn mắt cái gì anh đến khi nào tối qua anh đến trước nhà tiểu mỹ muốn tìm em để nói chuyện nhưng sợ em giận anh không muốn gặp anh nên anh đã đứng đó cả buổi tối cô đánh mạnh vào vai anh thành anh bị ngốc à chờ hôm qua mưa to như thế anh cười cười nhìn cô Nhờ ơn trời mưa làm anh bệnh Cho nên anh mới gặp được em Cô cụp mắt Em đâu nhỏ mọn đến mức không muốn gặp anh đâu Thành xoa xoa đầu cô Anh biết em không nhỏ mọn Anh muốn giải quyết xong chuyện ở công ty Rồi nghiêm túc nói chuyện với em Vậy việc ở công ty ổn chưa? Anh gật đầu Tạm thời đâu vào đó Thôi được rồi Đưa bát cho em mang xuống bếp Anh nằm xuống ngủ thêm đi Cô đứng dậy định bước đi Thì Thành nắm tay cô Em muốn đi đâu Sao thế Vương Tổng Sợ em bỏ đi à Em đừng rời xa anh nữa có được không Em chỉ muốn đi mua ít rau củ Mua xong rồi em về luôn Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi Nghe vậy anh an tâm phần nào Khoảng thời gian cô xa anh Cứ như cực hình đối với anh vậy Tối đó anh hạ sốt Anh ngồi phòng khách cùng cô Trên tay cô gọt trái táo Mấy ngày nay anh uống rượu nhiều lắm à Đâu có đâu Anh không uống... Tại sao số rượu trong tủ vơi đi không ít... Có nữa... Anh lại còn hút thuốc nữa... Anh... Anh hay thật đấy... Mấy ngày nay em không có ở đây... Anh trở nên xa đọa như vậy... Thì đúng như thế... Vì vậy em thấy tầm quan trọng của em chưa? Sau này không được như thế với anh... Phải ở bên anh... Nếu không anh biến thành kẻ xoa đoạ đấy... Cô im lặng hồi lâu... Sau đó thành kéo cô ôm trong lòng... Anh xin lỗi... Thực sự anh không muốn ly hôn với em... Muốn ở bên cái em mãi mãi Hôm đó em đề nghị ly hôn Tim anh như rơi từ tầng 60 xuống ấy. Không Em mới là người xin lỗi chứ Hôm ấy tâm trạng em không tốt Em cáo gắt với anh Lại còn đề nghị ly hôn Nhưng cái tên thẩm lệ chi đó Cứ làm phiền mà em như vậy Em thực sự không muốn Thành nhẹ nhàng Anh biết em không thích lệ chi Anh cũng vậy Ngày hôm đó ở Trần Thị xảy ra chuyện Là do cô ta mới gài bậy anh để anh và em xảy ra mâu thuẫn Vậy tại sao hôm đó anh không giải thích Không phải anh không giải thích Mà lúc đấy thì em giận Anh sợ nếu anh nói nữa Em sẽ càng giận Cho nên anh mới không nói Anh và cô ta Thực không có chuyện gì xảy ra chứ Thật mà anh thề Cô nhấn mày hôn anh Không cho anh nói câu từ tiếp theo Cô tin anh Tin những lời anh nói Tin anh yêu cô Và cô cũng yêu anh Anh nâng niu cô trong lòng Gia ý à hứa với anh đừng rời xa anh nhé cô mỉm cười khẽ gật đầu một lần nữa hai đôi môi tìm đến với nhau hỏi chào nhau đôi hôn ngọt ngào sau bao ngày xa cách anh bế cô đi về phía cầu thang mở cửa đặt cô xuống giường tiểu ý cho anh chứ cô ngại ngùng nhìn anh nếu nói không thì sao anh tôn trọng ý kiến của em cô hôn lên môi anh thay câu trả lời rồi sau đó họ cuốn lấy nhau Trao cho nhau sự ngọt ngào nồng cháy của tình yêu Tiếng chim hót ngoài vườn đánh thức cô Cô nhíu mày mở mắt nhìn sang bên cạnh Thấy Thành đang ngủ say xưa Một tuần qua cô chưa ngủ ngon giấc Cô nhớ cảm giác này Nhìn gương mặt mang nét đẹp hoàn mỹ của anh Cô mỉm cười đưa tay sờ trên mũi cao vút của anh Mân mê chọc ghẹo một hồi Gia ý giật mình khi giọng nói trầm ấm của anh vang lên chồng em đẹp trai lắm đúng chứ cũng bình thường đâu có đẹp gì mấy vậy mà có người nhìn anh nãy giờ không chớp mắt Gia ý, em đừng nói dối như vậy không tốt đâu cô cười cười ôm lấy anh chồng em đẹp trai nhất dậy thôi không trễ rồi nào anh kéo cô trong lòng hôn nhẹ tóc cô anh muốn ngủ thêm để anh ôm em ngủ anh định không đến công ty à ở đó có quân rồi anh muốn ở nhà với em hơn nữa anh đang bệnh mà cô kéo tay anh Bệnh cái đầu anh ấy Bệnh mà Anh hiểu cô định nói gì Nhưng vẫn gian xảo hỏi lại Mà sao Không nói chuyện với anh nữa Em dậy đây Nói rồi cô dậy đi vào nhà vệ sinh Thành nhìn theo mỉm cười hạnh phúc Chuột điện thoại của anh gieo lên Là Quân gọi Sao sớm gọi gì đây Quân hét lên trong điện thoại Hơn 9 giờ rồi đấy Anh không đến công ty ư Thanh ngoái ngoái lỗ tai Không Nè không đến công ty Em nhớ phải giúp anh đấy Hả Việc làm không hết Anh không đến là sao Anh có sót cho em không đấy Vương Tổng Thì dù anh hết hôm nay Ngày mai anh mời cơm hai đứa Quân nghe tiếng Thành vui vẻ Anh liền hỏi Hôm nay anh có chuyện gì vui à Ừ chị dâu cậu về Anh ở nhà bồi dưỡng tình cảm với chị dâu Thật không đấy Vậy tối em với Uyên ghé nhà anh dùng cơm Tối nay anh bận rồi Bận á Chẳng phải anh nói anh mời cơm em Ừ thì bận tìm cục cưng Nói rồi anh cúp máy Bên này quân ngây ngốc ngang lẩm bẩm. Có tình yêu là vậy ư. Ừ. Nguyên từ ngoài đi vào hỏi quân. Anh nói gì thế? À, Lão Vương hôm nay không đến công ty em ạ. À? Lão Vương đang buồn. Không có tâm trạng là phải rồi. Không, chị dâu về rồi em. Hả? Về rồi á? Không phải đang giận Lão Vương à? Anh không biết. Lúc nãy anh gọi, Lão bảo ở nhà bồi đắp tình cảm nên không đến công ty. Còn nhờ anh giúp việc ở đây. Nói mời cơm hai chúng ta anh mới nói vậy tối nay chúng ta ghé nhà lão ta thì nói tối nay bận tìm cục cưng uyên cười cười thế anh có muốn có không quân quân ngạc nhiên nhìn cô có chứ nhưng anh không muốn em phải chịu đau em còn trẻ cứ hưởng thụ đi đã anh cũng muốn tương lai của chúng ta và con sau này tốt hơn nên anh cần phải nỗ lực thêm đợi khi nào chúng ta làm xong lễ cưới rồi sinh em bé chẳng phải chúng ta đính hôn rồi à quân xoa xoa đầu cô anh sợ em sinh con sớm sẽ thiệt thòi thôi hơi đâu rồi sau này đừng đi theo em bà em sinh con cho anh đấy anh ôm cô trong lòng hôn chụt má cô uyên nhìn anh nở nụ cười hạnh phúc những ngày sau đó trôi qua trong êm đềm Lệ chi không còn tìm đến làm phiền gia ý dự án công ty dần hoàn thiện gia ý từ trên lầu đi xuống trên người diện váy áo xinh xắn thành đang làm việc với laptop ở phòng khách thấy quân mặc xinh đẹp thì hỏi em đi đâu đấy Hôm nay em đi hẹn hò Hả? Hẹn hò? Đùa đấy, em có hẹn với Tiểu Mỹ đi mua sắm Em bị Tiểu Mỹ làm cho mê hoặc đấy à? Cô trọt trọt má anh Đừng nói anh ghen với Tiểu Mỹ nhá Thì Tiểu Mỹ rõ ràng muốn giành lấy em từ tay anh Trời đất ơi, em đi với cậu ấy một xíu rồi về Không đi luôn đâu mà bỏ anh Nói rồi cô hôn chụt vào má anh rồi chạy ra ngoài Thanh nói vọng theo Nhớ cẩn thận đấy, cô cùng tiểu mỹ đi mua sắm ở trung tâm thương mại sau khi mua quần áo các thứ cả hai quyết định đến nhà hàng gần đó ăn tối và nhà hàng họ chọn một bàn ở trên lầu khá thoáng mát có góc nhìn đẹp để ngắm toàn cảnh thành phố về đêm gia ý hỏi tiểu mỹ cậu định ở một mình như thế này mãi á tiểu mỹ nhún vai tớ cảm thấy tốt mà cần gì người yêu có tiểu ý ở bên vẫn là tốt nhất thôi cô bật cười thành nhà tớ nói tớ bị cậu mê hoặc sợ cậu cướp tớ từ anh ấy đấy Tiểu Mỹ khoanh tay nhớn mẩy Thế thì phải xem thái độ của anh ta đối với cậu thế nào Giải ý cười Với lúc đó phục vụ mang thức ăn ra Nhìn thức ăn bài trí bắt mắt Tiểu Mỹ suy xoa Nhìn ngon quá Lâu rồi tớ chan mấy món ở đây Thế hôm nay ăn nhiều vào Cả hai ngồi ăn vui vẻ một lúc Bàn sau lưng Gia Ý có hai người ngồi vào Gia Ý không để ý gì mấy Cô cùng Tiểu Mỹ vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện Một lúc sau gia ý cầm ly nước định uống thì cô nghe bàn sau lưng tiếng của cố xuyên mong lần này chúng ta giành thắng lợi xếp lý tất cả nhờ vào anh lý ngạn cười hai ngày nữa vương dịch thành có lịch đi công tác đây là cơ hội để lấy dự án trung dương gia ý nhíu mày cô nghĩ thầm cố xuyên âm mưu chiếm lấy dự án của thành ư sau đó cô lấy điện thoại từ túi sách ghi cuộc nói chuyện tiểu mỹ thấy gia ý ngồi ngây ra cô khó hiểu định gọi Nhìn gia ý nhanh chóng ra dấu bảo im lặng tiếng cố xuyên lần nữa vang lên vương dịch thành là người tính cảnh giác cao nếu lần này thất bại e chúng ta không còn cơ hội lý ngạn cười to cố tổng yên tâm nhất cử nhất động của vương dịch thành tôi nắm rõ không để cố tổng thất vọng cuộc nói chuyện của cô xuyên và lý ngạn nhanh chóng kết thúc tiểu mỹ nhìn nét mặt không tốt của gia ý có chuyện gì thế nhìn cố xuyên rời khỏi nhà hàng gia ý cầm túi sách nói với tiểu mỹ tới về trước nhé nói chuyện với cậu sau Ê này ê này dậy vội về Thấy Thành ở phòng khách cô hỏi anh Thành à anh sắp đi công tác à Ừ hai ngày nữa anh đi công tác ở Hoa Kỳ Sao vậy em Anh có thể không đi không Anh nhìn cô mỉm cười Anh đi một tuần sẽ về Sao không nỡ sai anh à Em đang nói nghiêm túc Cô Xuyên âm mưu muốn lấy dự án của anh Nhân lúc anh đi công tác Em vừa nghe cuộc nói chuyện của cô Xuyên và người nào đó Em nghe anh ta gọi xếp lý ở nhà hàng cái gì? Cô xuyên một cướp dự án của anh á? Cô cho anh nghe đoạn khi âm Nghe xong gương mặt anh đanh lại Anh không nói một lời nào lúc lâu Gia ý thấy nét mặt anh không tốt Anh ổn chứ? Thành quay sang nhìn cô Nhìn nét mặt lo lắng cô dành cho anh Anh chịu không được đưa tay véo nhẹ má cô Không sao đâu Chuyện này anh tìm cách giải quyết Không còn sớm nữa, mình đi ngủ thôi Sáng hôm sau vừa đến công ty Thành gọi quân sang phòng mình Quân chưa xong bữa sáng bị gọi đi Nên tâm trạng hơi khó chịu Lại có chuyện gì nữa anh Thành Em có chưa ăn sáng xong Thay anh đi Hoa Kỳ đi Quân trợn mắt Hả sao anh không đi Em còn đống công việc chưa làm xong Cố xuyên dòng ngó dự án Trung Dương Hắn ta và Lý Ngạn đang âm mưu Nhân lúc anh đi công tác để chiếm dự án Lý Ngạn á Chẳng phải anh ta là trưởng phòng thống kê tập đoàn mình Sao như thế được à? Ừ, anh đang điều tra mấu chốt Tạm thời em giúp anh đi Hoa Kỳ thực hiện hội thảo ở đó. Chuyện ở đây cứ để anh lo. Quân gật đầu. Trưa đó Thành đến phòng thống kê tìm Lý Ngạn nhưng không có anh ta ở đó. Thành nhíu mày khó hiểu. Anh gọi cho Uyên. Uyên à, em có bên phòng không? Qua cho anh một lát. 5 phút sau, Uyên có mặt trong phòng Thành. Em nghe Quân nói chuyện cố xuyên và Lý Ngạn. Anh định để yên cho Lý Ngạn à? Anh tìm em vì chuyện này đây. Thời gian này em để mắt đến Lý Ngạn giúp anh anh phải đến công trình quan sát ý đồ của cố xuyên phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công việc càng sớm càng tốt lý ngạn này to gan thật đấy vương gia giúp được anh ta bao lâu nay thế mà bây giờ anh ta lại oán trả ơn thời gian này cực cho em vào quân rồi Nguyên cười nói vương tẩu khách sáo quá chúng ta là anh em với nhau cả giúp nhau là chuyện thường tình thôi em về làm đây có gì em gọi báo anh sau thành gật đầu Lý Ngạn là người anh từng đặt trọn niềm tin vào hắn Vậy mà bây giờ thông đồng với Cố Xuyên mua bán đứng anh Chuyện quân hay Thành đi Hoa Kỳ không ai biết Lý Ngạn ung dung ngồi trước màn hình máy tính Kiểm tra số 4 xây dựng dự án Trung Dương Vì là dự án độc quyền Hoàn toàn không có phần đầu tư từ các tập đoàn khác Lý Ngạn nhìn bản hợp đồng trên bàn nở nụ cười Nếu Cố Xuyên thành công trở thành người quản lý dự án Trung Dương Anh sẽ được hưởng 40% cổ phần trong đó hơn nữa Anh được cố xuyên giao cho chức vị cao hơn hiện giờ Bên ngoài có tiếng gõ cửa Lý Ngạn nói vọng ra Mắt dán vào màn hình máy tính Vào đi Thành từ ngoài đi vào Lý Ngạn không để ý mà hỏi Tìm tôi có việc gì không Thành trả lời Lâu rồi không gặp sếp Lý Chỉ là muốn nói chuyện chút Lý Ngạn giật mình ngước lên nhìn người trước mặt Vương, Vương Tổng Chẳng phải anh đi công tác sao, sao lại ở đây Thành nhìn Lý Ngạn từ khi nào sếp lý quan tâm về tôi đi công tác hay không? À, à không không Ý tôi hôm nay anh có lịch đi công tác ở Hoa Kỳ mà Thành ngồi xuống ghế Đổi lịch không đi nữa Giờ này nhìn sếp lý có vẻ hào hứng vui tươi quá nhỉ Lý ngạn mang ly nước cho Thành Tôi nào vui vẻ Công việc nhiều khiến tôi mệt thở không ra hơi Vậy mà tôi tưởng công việc quá nhàn rỗi đối với sếp lý Đến mức sếp có thời gian làm việc khác Lý ngạn có chút lo lắng Tôi nào có nhàn rỗi vậy mà hôm nay Vương Tổng tìm tôi có việc gì không? Tôi đang muốn xem lại báo cáo thống kê của dự án Trúc Dương Tất quả khoản chi từ lúc mở đầu đến giờ Anh mang tất cả ra đây tôi kiểm tra À vâng vâng tôi mang ra ngay Sau khi tất cả báo cáo được Lý Ngạn mang ra Thành xem qua một lượt Tất cả thống kê rõ ràng Nhưng số vốn được thống kê Số vốn thực tế là hai con số hoàn toàn khác nhau Tại sao số thống kê, số thực tế tranh lệch nhiều thế? vương tổng anh xem nhầm không tôi thống kê kỹ càng không có tranh lệch được đâu ạ thành gương mặt lạnh bằng nhìn lấy ngạn có cần tôi chỉ chỗ tranh lệch giúp anh không tôi thành quát lớn anh đang đùa với tôi à gần ba số vốn bốc hơi đi đâu vương tổng bớt giận là do tôi lấy để trả nợ nhưng tôi hứa trả đủ tất cả không thiếu một xu thành cười khẩy bốn tập đoàn mà anh nó muốn lấy là lấy anh làm việc ở đây bao năm tôi tin tưởng mới giao cho anh làm thống kê bởi mà dù anh làm thế này tôi số tiền đó tạm thời tôi không làm khó anh nhưng trước khi dự án hoàn thành anh phải trả lại đủ cho tôi vâng vâng cảm ơn vương tổng tôi trả lại trong thời gian sớm nhất tốt nhất anh an phận với công việc của mình đừng mơ tưởng vấn đề khác họ hợp tác với anh chưa chắc gì họ giúp anh anh vốn dĩ chỉ là con cờ để họ điều khiển thôi nói rồi Thành đi ra ngoài, Lý Ngạn đứng đó nhìn theo. Những lời Vương tổng nói đúng là đang ám chỉ anh rồi. Chẳng lẽ Vương Dịch Thành biết hết rồi ư? Lý Ngạn ngồi trong phòng xoa xoa thái dương, nếu lần này không giúp được Cố Xuyên, 40% số cổ phần mất cho gang tấc. ở nữa lúc đó, không chừng anh mất luôn việc đang làm ở Vương thị. Lý Ngạn lấy điện thoại nằm trên bàn gọi cho Cố Xuyên. Có chuyện gì xếp lý gọi tôi lúc này? Chuyện chuyện dự án ấy Chúng ta rời lại được không cố tổng Tại sao Vương Dịch Thành không hiểu sao lại không đi công tác Sáng nay tìm gặp tôi để kiểm tra báo cáo Hình như hắn ta nghi ngờ tôi Chuyện dự án Anh hẹn tôi gần 2 tháng nay Số tiền tôi đưa cho anh đâu phải nhỏ Cứ thế này dự án đó được xây dựng xong Tôi coi như công cốc ư Lý Ngàn vội nói Anh yên tâm tôi chắc chắn làm được Cô Xuyên tắt máy Lý Ngạn thực không muốn làm mất cơ hội này 40% đâu phải nhỏ Anh ta không thể ngồi chờ thời cơ được Chiều đó Lý Ngạn cố tình ở lại vờ tăng ca Tìm bản hợp đồng mà Vương Dịch Thành ký với nhà thầu Loay hoay một hồi cuối cùng tìm thấy Nụ cười hiện trên khuôn mặt anh ta Nhanh chóng sắp xếp gọn gàng Sau đó ra về Mưa xuống nhà xe thì gặp Uyên ở đó Lý Ngạn vội vội vàng vàng Khiến cho Uyên nghi ngờ Uyên bước ra khỏi xe Tiến đến hỏi Lý Ngạn xếp lý hôm nay tăng cả lý ngạn lấm lét gật đầu à tôi ở lại giải quyết một số báo cáo cô chuẩn bị về ư mắt uyên đảo quanh nhìn lý ngạn cuối cùng cô nhìn tập hồ sơ nằm trong tay lý ngạn đúng rồi tôi chuẩn bị về mà tập hồ sơ xếp lý đang giữ hình như hợp đồng của vương tổng anh ấy giao cho anh à ờ à, đúng đúng anh ấy bảo tôi kiểm tra giúp anh ấy tính vương tổng khó lắm nếu là hợp đồng thuộc dự án độc quyền Anh ấy tự mình kiểm tra Hơn nữa từ nãy đến giờ Xếp lý lén la lén lút Hay anh tự lấy bản hợp đồng là mục đích riêng đấy Tôi nào dám đâu Là Vương Tổng bảo tôi thế Vậy tôi gọi anh ấy hỏi nhé Có khi nào nhầm lẫn gì ở đây không Uyên vừa lấy điện thoại từ túi sách Thì Lý Ngạn lao để giật lấy Nhưng Nguyên nhanh chóng né được sang một bên Sao lại thô lỗ như vậy xếp Lý Lý Ngạn trừng mắt Chuyện của tôi không cần cô quan tâm Thành từ ngoài đi vào Chuyện hợp đồng của tôi không cần anh quan tâm Anh đừng tưởng tôi không biết anh định làm gì Lý ngạn nhìn Thành bất giác dùng mình Vương, Vương Tổng Thành nhếch mép Gọi tôi Vương Tổng mà định tiếp tay cho cố xuyên lấy dự án của tôi Tôi Lúc này Uyên lên tiếng Vương Thị nâng được anh bao nhiêu Bây giờ anh làm như thế Anh không cảm thấy hổ thẹn nào tôi tôi làm thế vì tiền thôi tôi hiện không còn lựa chọn nào nếu không làm chuyện này gia đình tôi bị cố xuyên trà đạp thành cười khẩy nhưng anh có chắc nếu anh giúp anh ta như vậy anh ta để yên cho gia đình anh không mấy năm trước lưu thị vì hợp tác với cố xuyên mà sụp đổ dưới tay anh ta không phải là anh không biết tôi thành cắt lời vương thị từng giúp anh nhưng không mong anh đền đáp chỉ muốn anh trung thành anh nói khó khăn Vậy tại sao không nói cho tôi biết Tôi sẵn sàng giúp anh Vương Thị gây dựng được như ngày hôm nay đâu phải dễ Chẳng nhẽ bây giờ anh mua lệ oán trả ơn Tôi... tôi xin lỗi Vương Tổng Thực sự bây giờ tôi không biết phải làm sao Nếu anh hứa với tôi sẽ trung thành với Vương Thị Gạt bỏ suy nghĩ giúp cố xuyên Tôi không truy cứ mà sẵn sàng giúp anh Còn nếu anh giữ cái suy nghĩ giúp cố xuyên Tôi làm theo cách của tôi Lý Ngạn im lặng hồi lâu Thành nói tiếp ở đây không tiện nói chuyện Chúng ta đến phòng làm việc của tôi để trao đổi đi Lý Ngạn nghe vậy gật đầu Thầy quay sang nói với Uyên Em về đi, chuyện ở đây anh giải quyết được Cứ về nghỉ ngơi đi Được rồi, mẹ em về trước Có gì gọi cho em nhé Thầy gật đầu sau đó cùng Lý Ngạn trở lại phòng làm việc Đặt ly nước xuống bàn Thành nói Làm chung môi trường làm việc tôi hiểu rõ con người cổ xuyên Tôi mong anh suy nghĩ thông suốt Để không ôm họa vào thân Cũng như là muốn tốt cho anh thôi Vương, Vương tổng, anh không giận tôi à? Thầy khẽ cười. Giận hay không không quan trọng. Tôi đang nói chuyện với anh tư cách một người bạn, một người đồng nghiệp, chứ không phải cấp trên cấp dưới. Những lời tôi nói lúc nãy hoàn toàn muốn khuyên anh đừng đi vào con đường sai lầm. Lễ ngả suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lên tiếng. Vương tổng, xin lỗi anh, là tôi thiếu suy nghĩ vì đồng tiền làm mờ mắt. Nếu có thể anh cho tôi ở lại, tôi hứa hết mình cho tập đoàn. Tôi muốn đền đáp tình nghĩa Vương Tổng giúp tôi trong thời gian qua Thành cười vỗ vai Lý Ngạn Từ trước đến giờ anh làm rất tốt Tôi thực không muốn mất đi một người giỏi Chuyện đền đáp thực tôi không cần Chỉ mong anh toàn tâm toàn ý với tập đoàn Có những khó khăn anh gặp phải Tôi giúp anh giải quyết Lý Ngạn nhìn Thành Vương Tổng à cảm ơn anh Tôi hứa tôi hứa làm tốt mọi việc để không làm anh thất vọng Thôi được rồi Trễ rồi anh về đi Lý Ngạn gật đầu chào Thành Sau đó anh ra về Thành ngồi xoay xoay trên ghế suy nghĩ Lần này nếu Lý Ngạn thực lòng muốn trở lại làm việc cho Vương Thị Cố xuyên liệu để yên cho anh ta và Vương Thị không đây Và các bạn thân mến đến đây nội dung của tập truyện thứ hai đã kết thúc rồi Chúng ta cùng đón nghe nội dung tiếp theo tập 3 nhé Đừng quên chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận Cũng như đăng ký kênh theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác Xin chào và hẹn gặp lại các bạn